sao tới giờ là nó dậy á, kỳ cục thiệt chứ. Cả ngày không sao đâu. Đó. Lấy giùm cái kéo với em coi. Lấy dao cũng được để em cắt khuy. Nào tới giờ like là ổng đậu nhè 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 cái miệng chén đời ghê em. Thằng này cũng mẹ nó không sao á. Đâu kêu đâu. Mua quần áo trang hết vốn bán. Trời ơi, em bán đồ rẻ muốn chết mấy chị ơi, than hoài luôn. Mua về bận đẹp rồi ai. Hello mấy chị, hello mọi người. Vô lại giùm em mấy chị ơi, coi nghe ồn ào quá mấy bà ơi. Chói tai quá mấy bà yêu ơi. Vô giùm em nha. Trời ơi, này mặc dễ thương quá à. Nào, ở bên một ly. Tiền la 2 ly. Hả? 40. Dạ ngon chị. Me ngọt lắm luôn á. Me ngọt lắm luôn á chứ đẹp. Ăn ngon quá trời luôn. Mà không dám ăn nhiều. Ăn nhiều sợ sốc ruột. Ăn chấm muối á, nhiều quá sợ sốt ruột không dám ăn luôn. Hello mấy chị, vô lại giùm em nha. Hôm nay em like vào cái điện thoại này đỏ đi. Chứ vậy em không biết sao nữa mấy chị ơi. Quần jean dài có mấy màu vậy chị? Dạ có hai màu, màu đen với lại màu xanh đang mặc nè chứ. Quần jean dài có hai màu đen với xanh đang mặc giùm em ha. Em like bằng cái camera này mấy chị ơi, nó sẽ không có ok bằng cái camera kia. Cái màu nó lên sẽ không được sắc nét cho mọi người ha. Nó sẽ không có đúng họa tiết luôn em thiệt luôn. Em tức ghê luôn, cái này em lên form nè mấy chị nè. Ở ngoài đẹp lắm, ở ngoài đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Hello mấy chị, vô lại giùm em nha. Em like cho em xin em like thêm cái áo đi mấy bà ơi, tức quá à. Em like xong cái áo đi mấy bà, em lên set cho, lên set lên đầm cho bà trẻ cho em set đầm nhiều mấy chị, em set chứ đầm nhiều lắm. Rồi nhớ chấm bà chia sẻ like giùm em ha mọi người ha. Rồi lên áo giùm em mấy chị ơi. Áo này là áo rằn ri mấy chị, mà nó dễ thương gì đâu mấy chị. Cái chữ của nó là mọi người nè, hơi bị xinh luôn. Nói chung là cái hình em chụp cho mấy chị như thế nào, có là hình thật luôn nha mọi người nha. Hình thật bên sự người ta chụp luôn á mọi người ơi, nên là rất là đẹp cho mấy chị luôn nha. Áo này là xuất sắc giùm em luôn mấy chị ơi, 55 ngàn cái mà dáng này là dáng dài giùm em ha. Dáng dài giùm em luôn nè, trời ơi bị áo thêm ri nữa nè. Rồi ok luôn. Áo em có màu nè mấy chị, màu đỏ, màu vàng, màu vàng, màu trắng và lại màu đen giùm em nha. Đỏ, vàng, trắng, đen mấy chị ơi. Đỏ, vàng, trắng, đen giùm em ha. Rồi hai ri đen nè, hai ri đen như da quần phải không? Rồi ok luôn nè, hai ri đen nè, như da nè, quần đẹp lắm. Quần này lâu lâu mới có hàng nữa mấy chị. Sỉ là 115, lẻ là 129 ngàn giùm em ha. Rồi mấy chị ơi, áo giùm em nha mọi người nha, màu dễ thương lắm mấy chị. Cực kỳ cân luôn. Đó, áo rằn ri giùm em nha mấy bà chị nha. Em có màu mấy chị, màu trắng, màu vàng, nay có bô zip trơn không chị? Bô zip trơn có in chữ thì có nha bà gái ơi, chứ hàng trơn chân lùi luôn em không có. Trời ơi, cái màu vàng mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Cái màu vàng xuất sắc giùm em luôn nè. Màu đen, màu trắng mấy chị ơi, màu vàng, màu đỏ giùm em nha mọi người nha. Rồi áo mấy chị ơi, 55 ngàn cái giùm em thôi mấy chị. À, còn áo khác không chị? Áo khác hôm nay còn mẫu thôi mấy chị. Cái áo kia em không còn, em không đủ hàng chia cho khách luôn, em mới thật sự luôn á. Hôm nay cái áo khác lụ đạn về hàng rồi nè. Cái áo khác lụ đạn bữa giờ trong chờ đợi quá trời lâu mấy chị, hôm nay mới có hàng luôn á. Rồi đây mấy chị ơi, áo có 4 màu giùm em nha mọi người nha. Áo có 4 màu mấy chị, xỉ 40 lẻ 55 ngàn cái luôn. Trời nó dễ thương chưa nè mấy bà ơi. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số điện thoại giùm em ha. Cái điện thoại kia hôm nay của em nó kêu quá à, nên là em không có dám. Em chưa có dám like, em không có dám like một cái đó. Rồi ok, rằng ri đỏ cho chị Nguyễn Hồng Vân em chốt nè, được cái viết trang kia cho. Nguyễn Hồng Vân nè, giá 55 ngàn cái giùm em nha mọi người nha. 55 nghìn thôi. Cái này là dáng dài giùm em luôn nha mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn á. Nguyễn Hồng Vân nè, cái này là hàng bu zip giùm em nha mấy chị nha, có 55 nghìn cái áo mấy chị ơi, cưng quá trời quá đất luôn. Nay có quần nâng mông không Trang? Dạ có chị, quần nâng mông có giùm em luôn.
Rồi áo thêm ri chưa, của chị tổng cộng là 3 ri rồi phải không? 2 ri hả? 2 ri, của chị là có 2 ri rồi đó. Rồi, ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn cho mấy chị đẹp nha. 55.000 một áo giùm em thôi mấy chị ơi, dễ thương cực kỳ luôn. Cái áo mấy chị coi nào, nó họa tiết là mọi người nào, xinh lắm luôn mọi người. Đó, xuất sắc ha. Rồi Duyên Lê áo đỏ em chốt chị Duyên Lê luôn. Dạ áo 55.000 cả giùm em mấy chị ơi, quần là 129.000 có hai màu xanh với lại màu đen đang mặc nha. Rồi ok, Duyên Lê áo đỏ nè. Duyên Lê nè, ok nè ha. Đơn em đi chưa? Bé bầu đi rồi em ơi. Áo này nè, áo này 58 cái trở lại mặc đẹp giùm em nha. Body tay phòng lên chưa chị? Chưa bà ơi, chú lên mới lên được có 2-3 mẫu mà nó nghe nó ẹ hoài à, nên là chú có like được cái mẫu nào hết trơn, có chọn cho bà gái hết nha. Rồi ai lấy áo lựa chốt áo kèm số điện thoại giùm em luôn nha mấy chị nha. Trời ơi dễ thương gì đâu mấy chị nè, coi nè ha, 55.000 quá chị đẹp, quá chị xinh giùm em luôn nha. Dạ cái này là hàng Buzip giùm em mấy chị, bộ nị để một tí luôn. Rồi nãy đem một tí nha em, lên liền đi chứ đẹp ơi. Rồi bốn màu mấy chị có, bộ ngố luôn chị gái ơi, để một xíu luôn nha chị gái nha. Đây mấy chị ơi, hôm nay em hàng nhiều lắm mấy chị ơi, yên tâm giùm em luôn. Đó 55.000 một áo giùm em nha mọi người. Cái chất này là hàng mua zip giùm em nha mấy chị nha, mặc lên là đẹp xuất sắc cho mấy bà trẻ luôn. Trời ơi em ưng cái màu vàng này ghê mấy chị. Nè coi nè, trời ơi lên một cái là nó trắng trắng ngời ngời đúng không ơi, trắng da xỉu giùm em luôn. Rồi màu trắng thì mặc là bao sang cho mấy chị luôn ha. Trắng đen là hai cái màu căn bản mấy chị ơi, khỏi nói nhiều giùm em luôn. Màu đỏ là mấy chị nè, tết tư nè, quất cái màu đỏ lên nha mấy bà trẻ nha. Áo đỏ chị Ngọc Tim luôn nè, em ok chị Ngọc Tim luôn nè. Đỏ này còn cái đó mấy chị, Ngọc Tim nè. Rồi 55.000 giùm em thôi. Ai lấy áo được có chốt áo kèm sổ giùm em nha mấy bà trẻ nha. Có 55.000 cái mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn á. Trời ơi cưng quá trời quá đất mấy chị, không mua mua gì giờ ta. Đây màu đen đẹp quá à, màu đen màu trắng đồ sang dễ sợ luôn á. Rồi màu vàng màu đỏ nha, bốn màu giùm em. Rồi tình yêu lấy màu nào mình chốt màu kèm sổ giùm em ha mấy chị ha. 55.000 một áo mấy chị ơi, cưng ghê không, cưng ghê luôn mấy chị, màu đen đẹp quá à. Rồi ok, đỏ cho chị Kim Xuân, còn cái đỏ em đang mặc luôn cho chị Kim Xuân này nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cái form này màu màu gì ta, màu trắng hay màu vàng đây, em lên cái màu vàng giúp chị coi thử nè, cưng lắm. Em còn trắng vàng đen ba màu mấy chị, 55.000 một áo thôi. Tình yêu lấy màu nào chốt màu giùm em. Mấy cái hàng này nha chị, đó là hàng Buzip á mấy bà chị ơi, nên là cái chất của nó mặc rất là sướng cho mấy em luôn nha. Rồi Kim Xuân một cái đỏ chốt cho Kim Xuân luôn nè. Rồi đó ba màu, em còn ba màu thôi nha. Ok sao em không chốt rồi chị? Em chốt cho chị 2 ri rồi chị. Ủa chị 2 ri rồi đó. Em nói chị không nghe hả chế ơi? Em nói chị không nghe hả chế? Rồi ok, một đeo chị Tuyết Mai em chốt đơn nè. Ok chứ yêu luôn. Trời ơi áo có 55.000 cái mấy chị ơi, quá rẻ quá đẹp giùm em luôn. Tuyết Mai, cái gì? Mỹ Tâm Phạm áo đen nè, còn cái đen cuối cùng nè. Đó ok luôn, Mỹ Tâm Phạm nè. Rồi có chân váy jean không chị? Chân váy jean hả gái ơi? Chân váy jean em có nha. Chân váy jean hiện tại em còn cái hàng nút với chị, đợi chút xíu đi. Chân váy jean chị đợi đi, chứ giờ em biết nào có phút nào để em lên hàng cho bà trẻ coi, rồi đợi em tí nha. Rồi ok, body sao thấy gọi điện chút đơn cho em yêu con á. Gọi điện không nghe máy. Gọi điện cho gái yêu không nghe máy nè, xả rồi anh. Gái ơi, em cho chị lại xin hỏi gia đình, ngày mai chị gọi điện lại liền nha bé yêu nha. Chị gọi điện cho em không nghe máy bé yêu. Rồi áo có hai màu giùm em mấy chị ơi, màu trắng và màu vàng giùm em mấy chị, chốt màu kèm số điện thoại giùm em liền luôn, quá đẹp. Trời ơi màu trắng mặc sang chết người luôn mấy bà ơi. Rồi ai lấy áo mới chốt áo giùm em ha mọi người ha. Nè đứng dậy cho chị coi nè, giờ xinh lắm mọi người ơi, cưng lắm. Áo là dáng dài giùm em nè. Trời ơi mặc lên mấy chị nè, có đẹp dễ sợ không mấy bà ơi, mà cái này mà không mua. Trời ơi thiệt luôn á trời, áo ưng ghê mấy bà. Rồi áo còn hai màu trắng đen nha. Chân váy xếp ly không chị? Ủa chân váy xếp ly người ta mất tiêu rồi trời. Em đợi chút xíu nha bé yêu nha. Rồi tình yêu lấy áo chốt áo giùm em luôn nha. Áo này mấy chị ơi, hai màu vàng với lại màu trắng, ai lấy màu nào mình chốt màu kèm sổ giùm em luôn nha. Cái áo tay phòng này em like nè mấy chị nè, còn hai màu trắng đen nè mấy chị. Cái áo tay phòng này em like là còn nha mọi người nha. Ai lấy áo tay phòng chốt áo tay phòng giùm em luôn. Trời ơi cái mẫu này hôm bữa nè mấy bà ơi, giành giật nhau lấy nè, đẹp xỉu giùm em luôn. Cho em cởi quần jean đằng sau, quần jean đằng sau y chén quần jean chị đang mặc mà nó màu đen thôi bé yêu ơi. Cái màu này màu muối tiêu nè mấy chị. Cái màu này là màu muối tiêu cho em nè ha. Màu này rất là hot luôn mấy chị ơi, mặc hoài mặc quỷ luôn, không bao giờ bị lỗi thời luôn á. Đen trắng hai màu. Nguyễn Anh lấy áo màu trắng em chốt chị Nguyễn Anh luôn nè. Ok tình yêu luôn. Mấy chị ơi ráng chia sẻ livestream em mọi người ha. Không thấy gọi. Cái ơi cho chị lại số điện thoại đi em. Không bao chị gọi điện mà em không có nghe máy á cục cưng ơi ha. Cho chị lại số điện thoại giùm chị với nha. Rồi mấy chị áo tay phòng hai màu trắng đen, ai lấy thì chốt em kèm số điện thoại luôn nha. Form này mặc lên xinh lắm mấy bà ơi, hồi nãy có mặc lên rồi á. Qua cái live trước coi form giùm em ha. Cái này còn hai màu trắng đen không mấy chị. Tình yêu lấy áo chốt áo giùm em luôn. Ủa, áo đẹp quá. Rồi qua mẫu giùm em nha. Lên ngố đi chị, chú lên được lưng, chú lên được quần ngố đó bà ơi, đợi chút xíu đi nha. Em lên cho bà chế mấy cái mẫu xét đồ này kia, đầm đồ này kia nè cho nó gọn gọn trước anh chế ơi. Tại vì xét cái đầm về nhiều lắm. Là cái gì đó
đẹp đẹp và nó trông view cô ơi. Về chưa bà, áo lan về rồi, áo lan này về nhiều mẫu lắm luôn á, áo lan này về nhiều mẫu lắm, trời em lên giúp chị cái set này đúng đẹp luôn mấy chị ơi, 99.000 một set giùm em nha mọi người nha, mà cái quần đó là quần nhung mấy chị, cái set này của bên Xuân Nhung người ta bán nè mấy bà ơi, đẹp lắm, trời ơi mấy thiệt luôn đó mọi người, có cái quần nè mấy bà ơi, trời ơi mê chưa, mê lắm nha mấy chị nha, cái áo giùm em nha mấy chị, cái chất là chất bu zip nha, cái này mấy chị nè, chữ nè, chữ là hàng thêu nè, thấy không, chữ là nguyên cây thêu giùm em luôn, thôi bị đẹp luôn. Mấy bà ơi, em nói thiệt luôn, bà nào mà mua nguyên một set này là rất là lợi luôn mấy chị, cực kỳ lợi luôn. À, ok, áo tay phòng màu trắng chị Ngọc Ánh nè. Biết sao không? Tại vì bình thường mấy chị em bán một cái áo là mấy chị hàng thun mà dạng như là cao cấp ngoài nha mấy bà. Em bán cũng 55.000 cái rồi mấy chị thấy không? Mà mấy chị biết không? Cái quần này em bán mấy chị bèo bèo cũng 55.000, nếu như em bán set rồi thì mấy chị thấy không? Nếu như em bán một cái set rồi như thế này mấy chị em bán 101. Nhưng mà cái set này mấy bà ơi, mà cái chất đẹp lắm nha, chất đẹp cực kỳ nha mọi người, chất này là hàng nhung cao cấp chuẩn shop cho em luôn. Rồi, mẫu này nhà em giá bao nhiêu mấy bà chị ơi? 99.000 nguyên một set. 99.000 nguyên một set cho em luôn nha. Rồi một cái áo mấy chị, một cái quần nữa, nhưng mà cái chất quần thì đẹp mê lơi luôn. Lưng là lưng chun nhà em ha. Form này dưới 58kg mấy chị mặc đẹp cho em luôn. Có túi quần luôn, rất là xịn luôn nha mấy chị. Cái form bộ này em có 3 màu. Chữ màu đen là cái quần nó màu đen nè. Màu hồng nè mấy chị là quần màu hồng nha. Rồi, chữ màu nu là cái áo màu nu luôn. Nguyên một set này mấy chị bao nhiêu mấy chị? 99.000 một set thôi, quá rẻ luôn. Nha mấy bà nha. Em có 4 màu cho mấy chị yêu lựa chọn luôn. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em nha mấy bà chị nha. Rồi em mở màu cho bà gái coi để em lên form nha. Đẹp dữ lắm luôn mấy chị. Cái quần đó là hàng dạng như là kaki nhung á mấy chị. Hàng đẹp xỉu luôn, em mới thật sự luôn nè, coi nè mấy bà. Có cái quần nhung đi mấy bà chị ơi, xuất sắc luôn chưa, thấy không? Nhìn bụi kinh khủng luôn mấy chị, mặc đẹp lắm luôn. Đây mấy chị, 55.000 một set. Form này 58kg trở lại, mặc đẹp giùm em. 58 cân độ về mang đẹp giùm em ha. Mà cái này mấy chị mua về mấy chị khỏi mất công suy nghĩ là mình mặc chung với cái gì đẹp luôn á. Tại vì mình phối với cái gì cũng dễ thương hết trơn trời á. Nè coi nè, màu dễ thương gì đâu luôn. Bé Phương lấy 2 set nè. Trời ơi xinh lắm mấy chị, sĩ 85 để 99 ngàn nha mọi người nha. Em nói thiệt luôn, ngoài em ra không ai bán set này 99.000 nữa mấy chị ơi. Người ta bán review tầm 101, 102 một set nha. Không bao giờ có giá rẻ cho bà chị yêu lụa đâu. Yên tâm giùm em luôn, chắc chắn một điều là như vậy nha. Rồi ok nè, bé Phương lấy 2 set nè, quá đẹp quá dễ thương giùm em luôn đó mấy chị. Nè ok nè, lên màu kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Lên màu kèm số điện thoại giùm em. Có 3 màu nha mọi người nha. Màu hồng, màu nu với lại màu đen. Hồng, nu và đen em 99.000 set. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị thật coi thử cái set này như thế nào nha mấy bà chị, đẹp lắm. Áo em còn 2 màu nè, màu vàng với lại màu trắng nè. Trời ơi dễ thương quá trời luôn á. Dễ thương quá trời mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi tôi lên cái quần, tôi lên cái bộ màu hồng cho bà coi nè. Trời ơi cái bộ này mặc dễ thương lắm á. Em nói thiệt luôn, cái áo mặc rất là đẹp luôn mấy bà chị ơi, cực kỳ xinh luôn. Trời ơi coi nè mấy bà chị ơi, cái này mà bà nã mà bà gái này mà không lấy là rất là tiếc giùm em luôn. Coi nè mấy chị, đẹp ghê không đó. Rồi vậy lấy cho em đủ màu. Ok bé Phương đi, đẹp lắm Phương ơi, có 3 màu mà Phương lấy luôn đi bé yêu. Nè cái màu đen nè, cái màu đen cho Phương nè. Ok nè, xếp trắng quần đen nè cho chị Ly Loan nè, em chốt nè. Ok chị Ly Loan nè, cái này em đang mặc màu hồng mấy chị, dễ thương không? Cái quần không hề bị cấn đáy luôn nha, cái quần là không hề bị cấn đáy giùm em luôn nha mấy bà chị nha. Coi nè, trời ơi mặc lên cái form mấy chị ơi, xinh cực kỳ giùm em luôn nha các bà ơi. Nè coi nè mấy chị, coi cái lưng của em nè mấy bà, không hề bị thô luôn nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha. Em tưởng có 2 màu, ừ nó có 3 màu bé yêu ơi, đẹp lắm. Trời ơi chị nói thiệt luôn, cái set này xuất sắc luôn mấy chị. Cái áo là hàng mua zip giùm em nha. Rồi chị Linh Thùy, cái set màu đen với chị Linh Thùy nè, quá đẹp luôn. Linh Thùy màu đen nè. Rồi em còn hồng với nu mấy chị ơi, hồng với nu 2 màu giùm em, hồng với nu nha. Trời ơi mấy chị, cái quần là quần chất nhung nè mấy bà ơi, kaki nhung nha, xịn cực kỳ giùm em luôn. Nguyên một set đó chị yêu ơi, có nhiêu đâu, có 99.000 mấy chị. Tính ra cái áo có 50, cái quần có 50.000 mấy bà ơi, mà chất hàng đẹp nha. Một cái áo thun này mấy chị ơi, mấy chị ra ngoài chợ mấy chị mua em nó thiệt sự luôn á, 70-80.000 là chuyện bình thường mà chưa chắc gì được cái chất vải như vậy nha. À, cái bữa đó rồi mặc vừa bao vừa bà ơi, yên tâm giùm em luôn. À 60kg hả chị, 60kg không vừa rồi, 60kg không vừa rồi chứ đẹp ơi. Đây màu nu giùm em nè mấy bà ơi, cái quần là săn lai sẵn giùm em luôn nha mọi người nha. Dáng quần mà đây theo kiểu mà gọi là quần tây á mọi chị, mặc đẹp quá trời luôn á, đẹp lắm mấy chị ơi. Đây trời ơi mấy bà coi nè, trời ơi mới thật sự luôn. Ai mà lấy cái set này ủng dữ lắm, ủng mấy bà ơi, lên cái form này mấy bà chị.
đẹp ha, trời ơi mê ly giùm em luôn á. Cái nhận qua đây coi, đứng tay đứng chân vậy ta. Rồi ok chưa, ai lấy set màu nào mình chốt màu mình kèm số điện thoại giùm em nha. Có hai màu mấy chị ơi, màu nu với lại màu hồng giùm em luôn. Trời cái quần em nó thiệt sự luôn, em ưng dễ sợ mấy chị. Tới cái quần của nó nè, ôi xuất sắc chưa, xuất sắc chưa mấy bà ơi, nguyên một set giùm em luôn nha mấy bà chị ấy nha. Áo thun với lại quần mấy chị ơi nha. Mấy bữa giờ em về set kiểu nhiều lắm mấy chị, bữa nay mới về cho mấy chị cái set này là dễ thương ghê luôn á. Áo là áo thun giùm em ha, quần nè mấy chị đẹp ghê luôn mấy chị, 99.000 set nha. Lưng nè mấy chị là lật lăn giùm em ha, cái dáng quần em nó thật sự luôn, may theo kiểu mà quần tay xòe mấy chị ơi, mặc lên sang quá trời nè. Coi nè mấy bà, ôi cái này nó thiệt luôn á trời, mặc mà giống như kiểu mà kiểu mang giày thể thao rồi là hơi bị năng động luôn á, hơi bị năng động, hơi bị đẹp giùm em luôn á. Rồi thanh chém lên thanh ơi, set có hai màu giùm em thôi nha mấy chị nha, màu nu với lại màu hồng. Ai lấy màu nào mình chốt màu mình kèm số giùm em thôi nha mấy chị nha, quá trời dễ thương luôn, giá 99.000 bộ mấy chị, đẹp dữ lắm luôn, em mới thật sự luôn á nè. Coi nè, ôi dễ thương ghê luôn, cái quần nè mấy chị đẹp ghê luôn á, thiệt sự luôn, không tin luôn, mọi người màu nu đẹp quá, màu hồng cũng dễ thương nữa, có hai màu rồi mấy chị ơi, em còn có hai màu thôi nha, 99.000 một bộ giùm em. Trời ơi nó thật sự má ơi luôn á, trời ơi không tin vào mắt mình, nó đẹp được như vậy luôn mấy bà ơi, quá xuất sắc tầm giùm em luôn á. Cứ chốt màu kèm số điện thoại giùm em là có đơn cho mấy chị nha. Để đầm cho em không bà Ly Loan, em chưa có đọc tin nhắn luôn chị Ly Loan ơi, chưa đọc tin nhắn và lấy cái gì luôn á. Rồi ok bé Nhung hết sách đen rồi, Nhung ơi lấy màu khác Nhung ơi, còn hồng với lại màu kem thôi, còn hai màu hồng với kem thôi nè mấy bà. Hết rồi, hết màu đen rồi, hồng với kem giùm em nha. Trời ơi mấy cái set này dễ thương quá trời quá đất luôn á bà gái ơi, cưng lắm. Ê màu hồng đẹp lắm nha, màu hồng ôi mới thật sự luôn mấy chị ơi, em là em khoái chơi mấy cái màu giống vậy lắm luôn á mọi người ơi, tại vì mặc lên cái form nó đẹp lắm mấy chị, thể thao quá trời luôn nha mấy bà gái nha. Không luôn cái này là tiếc chịu lắm, tiếc luôn á. Cái này có ba rồi, cái này hết luôn nè, này hết rồi nè, để quăng kia thôi. Rồi áo lan còn có hình này mấy chị, áo lan còn có hình này à. Cái này cho đâu lê mơ nè mà, để cho lê mơ một tí. Trời ơi cái này khách em đặt nhiều lắm á mơ nè, em khùng em đi luôn á. Anh coi giùm em cái lê mơ có nó giặt cáo vàng ri không. Nè lê mơ. Rồi ok, áo lan em còn được có 10 cái nha mấy bà gái nha, 55.000 cái mấy chị ơi, đẹp mê luôn mấy chị nè, còn đúng có 10 cái hết hàng luôn á bà. Trời ơi xuất sắc luôn, cái chất này là bô zip nha mọi người nha, lan chữ giùm em mấy chị ơi. Rồi em có màu mấy chị, màu hồng, rồi cái này màu đỏ chứ lộn, màu đỏ, màu xanh, màu hồng nha, đỏ xanh hồng vàng, màu gì ta, màu nâu, cái này là màu nâu nè mấy chị nè, màu vàng nè, màu nâu màu vàng với lại màu này gọi là màu đỏ đậm giùm em đi, đỏ đậm ha. Rồi ok nè, hạnh lên lấy 5 áo nè, em comment trong hình nè, nói nghe nè bà gái ơi, comment trong hình em chưa có chốt luôn, nói nghe nè gái, nó có 6 màu, lấy hết 6 màu luôn cục cưng ơi. 2 3, trời ơi 5 cái hả, 1 2 3 4, rồi 5 cái, có 6 màu rồi bé hạnh lên lấy hết luôn đi. Rồi ok hết rồi, có một cái xanh thôi nè, hạnh lên nè 6 màu nè, ok nè. Rồi em có hồng mấy chị, em còn hồng nha, lan đỏ cho Trần Duyên, chừa cho Trần Duyên cái lan đỏ đây nè, lan đỏ cho Trần Duyên nè, lan đỏ cho Trần, ê cái lan đỏ là lan đầu tiên á, đưa cái lan đỏ đậm đấy thanh, cái đâu lan đỏ đậm đây. Rồi cái này em còn có 4 màu thôi nha, em còn có 4 màu thôi, màu xanh em hết luôn chị Nguyễn Hiền ơi, chỗ này em còn thiếu có một cái, một cái chị hết sạch luôn mọi người ơi. Áo lan khách em đặt rất rất là nhiều luôn. Rồi em còn lan hồng, lan đỏ đậm với lại lan nâu nè mấy chị nè, lan nâu nè ha, với lại lan này lan vàng giùm em luôn, để tôi cái đỏ cho bà. Rồi có rồi bà ơi, thăm chút lấy cái lan hồng nè, ok tình yêu luôn. 55.000 cái áo giùm em ha mấy chị ha, 55.000. Rồi lan nè mấy chị nào, lan đỏ nè, lan nâu nè và lan vàng mấy chị, lan đỏ, lan nâu và lan vàng giùm em nha. Rồi 55.000 cái áo lan mấy chị ơi, ai lấy màu nằm chút màu giùm em luôn ha, em còn có được 3 cái cuối cùng em hết hàng mấy chị. 55.000 nè mấy chị ơi, màu dễ thương lắm luôn á. Đây Tường Vi hết lan hồng mà bé ơi, Tường Vi chị hết lan hồng rồi nè, chị còn lan nâu nè, cái lan này dễ thương nè mấy bà ơi. Tôi có lan đỏ không, có bà Trần Duyên ơi, nghe giùm em nha mấy chị ơi, đừng hỏi giống là hỏi hoài giờ tôi trả lời rồi mà. Đỏ đậm còn cái lấy đỏ đậm chút, đỏ đậm nè. Rồi ok nâu cho chị Nguyễn Huyền nè, Nguyễn Huyền này có đơn nè Thanh, Nguyễn Huyền này có đơn nè, một bộ pyjama là màu nè, màu hồng màu xanh nè, với lại cái áo beo bộ tiểu thư á, hồng xanh với cái áo beo luôn. Rồi em còn lan nâu, lan vàng đẹp lắm nha mấy chị, lan vàng đẹp lắm, trời lên lá nó hơi bị chói á chứ ngoài dễ thương lắm luôn nha mấy bà cả nha. Rồi lan vàng, lan đỏ còn hai cái cuối cùng, ai lấy lan nào chút lan em kèm số điện thoại giùm em ha. Trời dễ thương quá, áo cho bé Phương còn hai cái hết hàng luôn, rồi qua mẫu luôn có không, đủ màu còn được rồi.
Rồi tiếp qua mẫu giùm em luôn. À, em lên xét cho chị ơi. Em làm lên xét tay lên xét này đi. Xét này cắt khỏi rất là nhiều nhưng mà 105.000. Trời ơi, có chừng muốn tăng gì. Ok, chân váy em chưa lên gái ơi, chân váy em chưa lên nha. Rồi ok, Tường Vy lấy đại một cái loan nào cũng được nè. Tường Vy lấy đại một cái loan anh ơi. Tường Vy lấy một đại cho bạn một cái loan đi, Tường Vy á. Rồi Huỳnh Nga lấy loan nâu. Huỳnh Nga lấy loan nâu đấy, Huỳnh lấy cho. Huỳnh Nga lấy loan nâu. Nguyễn Hữu Anh lấy loan vàng. Loan vàng. Huỳnh loa, ok. Lên bộ này cho chị chưa gái ơi, chị lấy cái set này cái đã. Set này hôm nay về có màu thôi nha mấy chị nha. Một màu duy nhất cho em luôn mấy chị ơi. Trời set này bao đẹp luôn nè. Trời ơi, thiệt sự luôn mấy bà ơi, cái này là siêu phẩm nhà em luôn đó mấy bà. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái set bộ móc câu mấy chị ơi, đẹp dữ lắm, đẹp mấy chị. Rồi, 105.000 một set cho em. 105.000 một set cho mấy chị nha, em nói thật sự luôn, bao đẹp, bao xịn sò luôn. Một màu duy nhất mấy bà chị ơi. Trời ơi, tôi nói thiệt cái set này mấy bà chị ơi, xuất sắc trời may luôn, khỏi nói nhiều mấy chị. Chốt cho em liền mấy bà ơi, set trắng kèm xinh thoại luôn. Em này mà mặc đi chơi mà không tay không xinh là không lấy tiền nè. Không đẹp không xinh không lấy tiền nha. Lên ngủ đi chị, đồ ok lái này sao lên ngủ đi các bạn. Ủa 2 ghi gì? Hả? Như da nãy nó lấy á, như da. Đây lên xem. Phải ngủ. Chưa ngủ chưa có lên mà. Nếu đưa anh hay ngủ hai đi đặt, hai đi này kìa. Em có ăn hai đi xanh chưa? Hai đi đen mà, khoảng chiều rồi. Một đi xanh nè, đưa ngủ lại nè, chưa có ai lấy ngủ đó. Rồi ok, set trắng của Út Hiền nè, ok tình yêu luôn. Em đang mặc với chị ơi, chốt em với chị nha. Set trắng là set nào vậy trời? Set trắng là set tôi đang mặc hả? Set này có màu rồi mấy bà. Set này có màu rồi mấy chị ơi, mới về hàng thêm mà em luôn á. Thôi bị hot nha mấy bà chị ấy nha. Nguyễn Huyền Trung Đơn lại 89. Nguyễn Huyền Trung Đơn lại ấy nè. Rồi sỉ 85.000 mấy bà ơi, quá đẹp luôn á. Cái nơ này mấy chị nha, mấy chị muốn chị muốn gài đâu mấy chị gài em luôn, 105.000. Ok luôn nè, lên sỉ 90 chứ lộn. Lên nè. Set này là bao sang mấy bà. Set này nói thiệt là bao sang luôn, mua về là bao mặt mấy chị ơi. Dễ thương vô cùng giùm em luôn nè, mấy bà coi giùm em đi. Trời ơi, còn gì để nói mấy chị yêu. Còn gì để nói nữa. Hốt liền mấy chị ơi, hốt liền luôn nha mấy bà chị nha. Cái nơ này mấy chị ơi, gà mình gà di động giùm em nha mọi người nha, thích gà đâu gà đó giùm em luôn. Đây xếp chị mặc cho Út Hiền nè, ok Út Hiền nè, 105.000 xếp với chị dễ thương lắm luôn á. Út Hiền nè, 105 nè, trời ơi sang ghê không, mặc lên mấy bà coi nè, đẹp ghê luôn mấy bà ơi, rạng ngời luôn mấy chị coi này ha. Trời ơi cái em này mặc lên nè mấy bà ơi, không đẹp không sang phải cái gì nữa mấy bà chị, cái chân váy dạng đắp chéo giùm em luôn ha. Áo của nó mấy chị nè, đóng thùng cho nó chỉnh chung với bà gái, có cái form của nó đẹp lắm. Trời ơi 105.000 xét, quá đẹp quá yêu giùm em luôn mấy chị ơi. Trời ơi sang ghê luôn á, trời ơi 105 nha mọi người nha. Ai lấy xét chốt xét giùm em kèm xin thoại cho em liền mấy chị ơi. 105.000 một xét, quá xinh quá sang chảnh luôn. Em có màu một mấy chị, một màu một giống như em đang mặc luôn. Cái vé của nó là mấy bà nè, vé là vé tay phòng ha mấy chị ha. Form này 60kg em bao mặc luôn, em đang mặc nha mọi người nha, 60 cân em bao cho mấy chị mặc luôn, mặc thoải mái giùm em nha mấy bà, mặc thoải mái, mang thoải mái giùm em luôn. 105.000 một set thôi ha, quá đẹp quá dễ thương luôn đó. Chốt giùm em liền, chốt em liền ha. Set kèm xin thoại là có đơn nơ chờ neo mấy bà ơi, quá đẹp chưa. Lên set váy áo cánh tiên chưa chị, chưa bà ơi. Chân váy quần hả chị? Dạ đúng rồi nha Thi Thi, chân váy quần, chân váy quần nè mấy bà ơi, đắp chéo dễ thương lắm, mặc tới thiệt tự tin là tung tăng luôn nha mấy bà gái, khỏi lo luôn. Mỹ Huyền một set nè, rồi 105 nè, rồi 105.000 mấy chị. Em còn có 3-4 set rồi mấy chị ơi, cái này em hết rồi mọi người ơi, đăng hình một cái là xỉ lấy hết trơn luôn nha mấy chị nha, đẹp lắm, coi là sang dễ sợ không, quá xuất sắc một cuộc tình giùm em luôn nha mấy chị đẹp nha. Trời ơi tôi nói thiệt nó sang chết mấy bà ơi. Rồi Mỹ Tâm Phạm nè, 105 nè, 105.000 một set mấy chị ơi, quá đẹp luôn. 105.000 nha, set cho Thi Thi 105 nè, Thi Thi nè, rồi ai lấy set nữa chốt set em luôn, 105.000 mấy chị.
cứ 105.000 xét là đẹp quá không? Ôi mê quá ha, mặc lên sang quá trời luôn. Nó nghe nè mấy bà ơi, bộ nỉ báo giá cho bà xỉu quá, em mới thiệt luôn á. Em thì bộ nỉ em báo giá cho mấy chị xỉu quá, mấy chị đừng xỉu nha, đừng xỉu ngang nha, mấy bà không ai mua hàng của em nữa. Đẹp quá à. Bộ nỉ mấy bà ơi, em báo giá sai rồi nè. Nỉ xỉ chỉ có 70 thôi, lẻ 85.000 bộ mấy chị. Trời em mới thiệt không tin bộ nỉ này 85.000 luôn á. Nè con nó dày giùm em đi. Trời ơi cái này mấy chị ơi, đẹp em nó thật luôn á mấy bà. Mấy bà nào mà ở ngoài gọi là mà miền Trung đổ về mà ra Bắc á mọi người, là em nói thiệt luôn á, ra tới tháng 2, tháng 3 nó vẫn còn lạnh nha. Lên chân máy dập ly đi Trang. Chân máy dập ly em chưa có bà ơi, bà đợi chút xíu nha, không biết nằm đâu rồi, chưa có lên hàng đồ, tình bình tĩnh nha tình yêu. Rồi ok, Nguyễn Hồng Vân sẽ đang mặc luôn. Ok, chị Nguyễn Hồng Vân là hết luôn á. Chị Quỳnh Trần ơi, sẽ đang mặc 58, 60kg em bao mặc luôn nha, đẹp lắm. Trời ơi, mới đi về hình cho nó cute má ơi luôn á. Lên ngố đi chị, rồi tôi lái cái này xong tôi lên ngố liền. Lái cái này xong hướng danh dự lên ngố liền cho mấy chị em liền luôn nha, yên tâm giùm em luôn chị ơi, đây nè mấy chị. Quá đẹp luôn. Bộ nỉ giùm em nha mọi người nha. Ra tới hồi tháng 2. Ra tới tháng 2 nó vẫn còn lạnh nha mọi người. Trời ơi đây nè, coi mặt súng lắm luôn. Cái này mà bà nào mà đêm tối thiệt luôn, ngủ mới lạnh mà tới nó thiệt ủ kem là mặc cái bộ này vô là nhức nhói luôn nha. Ok, Quỳnh Trần cho Quỳnh Trần xét đi bảo. Cho Quỳnh Trần xét đi. Thế em đang mặc đó. Rồi, màu bữa nay về hơi bị cute. Màu bữa nay về cute lắm mấy chị ơi nè, coi nè ha. Màu tím. Quần ngố nha chị. Quần ngố nha chị. Ừ, xét quần ngố đúng không? Biết rồi, bộ đầu bà nói quần ngố, quần ngố, quần ngố cũng có, bộ ngố cũng có luôn, đợi chút. Màu tím, màu hồng, màu xanh, màu đỏ với lại màu này là màu gì nè? Màu hồng đậm giùm em nha mấy chị nha. Trời ơi cái bộ mới thật sự luôn, chắc nặng chắc lượng cái lô với bà. Bộ này chắc nặng lượng cái lô với bà ơi, mặc sướng lắm luôn á, em nói thiệt luôn á. Trời ơi. Đẹp dữ lắm nha mấy chị nha. Đợt này về họa tiết dễ thương nữa. Rồi, ok, một nỉ hồng cho Tường Vy nè. Có 85.000 bộ nỉ với mấy chị, 85.000 nè, em nói thiệt luôn á. Ai muốn bộ nỉ nha em là về là biết nó đẹp cỡ nào. Xuất sắc luôn á mọi người ơi, 85.000 bộ em thôi nha. Tường Vy lấy hồng đậm nè, ok em. Tường Vy lấy hồng đậm nè, màu não xinh hết trơn á bà. Form này 58 mới trở lại mặt đẹp giùm em nha. Trời ơi, dễ thương lắm luôn. Tường Vy nhiêu ta? 85.000 bộ, quá rẻ luôn ha. Trời ơi, chỉ đâu ra kiếm bộ này 85.000 mấy chị, không bao giờ có luôn, em nói thiệt luôn á. Hứa danh dự bà luôn, không bao giờ có luôn á, quá rẻ luôn mấy chị. Quá rẻ luôn á, tại vì mấy cái bộ này mấy dễ không? Người ta bán tặng 100 mấy bộ thôi mà. Ta bán tặng 100 mấy bộ thôi mấy chị, quần có túi cho em nha. Rồi em có màu xanh. Hồng nè, hồng nhạt nha mấy bà. Hồng nhạt giùm em luôn, 185.000 quá trời đất. Trời ơi má ơi. Rồi ok, nỉ hồng đậm cho Trương Diễm nè. Trời ơi xinh lắm. Xinh lắm, nỉ tím cho Nhã Quỳnh. Nhã Quỳnh nỉ tím nè. 85.000 bộ mấy chị, rẻ ghê luôn á. Em lấy bộ đỏ nữa, ok em nè. Bộ đỏ cũng te lắm, Tường Vy ơi, mặc lên dễ thun xỉu luôn á. Rồi ok, Trương Diễm lấy nỉ hồng đậm nè. Nỉ hồng đậm nè. Trương Diễm nè. Hoài Lam lấy hồng nhạt với lại xanh nè. Hồng nhạt với xanh nè, Hoài Nam nè. Hoài Nam nè, ok nè. Hoài Nam nè. Hai bộ. Rồi Ly Dao lấy một hồng đậm, một hồng, một xanh, một tím. Là ba bộ Ly Dao, một hồng, một xanh, một tím, ba màu cho chế luôn. Ok chế, bộ này đẹp quá à. Một xanh, một tím, ba bộ này cho chị Ly Dao nè. Rồi 105, có lộn 85.000. Nam Hoài ơi, mua thêm cọc tiền giúp em đi chị đẹp nha. Hàng chị đủ 5 sản phẩm rồi nè chị đẹp ơi. Bên em là chốt, chị đẹp nào mua nhiều quá ráng cọc tiền giúp em cọc 50.000 chị lựa cho thoải mái nha. Mấy bà mua 10 bộ em free ship cho mấy bà. Ơ lộn, đúng không ta? 10 bộ là em free ship cho mấy chị luôn nha, mấy chị mua 10 bộ là em free ship luôn. Nhớ cọc em nè. Mới phải cọc, ơ lộn, chị nào cọc 50.000 chuyển khoản đủ đi mấy bà ơi, mua 10 bộ tôi free ship hết nha. Cho mấy bà về mấy bà bận Tết. Hạnh Lê nè, lấy 5 bộ nè. Ok nè, thêm hồng xanh nè. Thêm hồng xanh xanh nè, rồi còn 2 bộ hồng xanh nè. Đó, có chuyện khoản đổ cho em đi mấy chị. Em free ship cho mấy chị về mấy chị mặc. Ok, Hạnh đi đây. 5 bộ luôn cho Phương Huệ luôn là hết nha. Hết, hết nỉ Phương Huệ nè. Dạ, quần nâng mông nè mấy chị. Quần nâng mông đâu ta? Mấy chị đợi em tí, em có nằm biết sao đâu mấy chị, hàng nó về nhiều quá, nó chất đóng tầm tầm chồng lên vậy nè, không có ra được kịp cho bà. Mấy bà thông cảm nha, bà đợi em tí đi, em lên từ từ cho. Lấy thêm một bộ tiểu thư màu hồng, lấy thêm một bộ tiểu thư màu hồng với một áo đỏ, có hai cái cánh dạ quang còn không? Dạ tiểu thư thì chị để em chị tí em kiểm tra lại coi còn không nha chị nha. Rồi cái áo cánh dạ quang màu đỏ em lấy cho chị luôn nè chị Yên ơi. Trời ơi, cái áo cánh dạ quang này được còn được có 5-10 cái rồi mấy chị. Còn ngố không chị? Xét đăng mặt em hết chị ơi. Áo cánh đằng sau lưng nè mấy chị. Rồi 55.000 cái giùm em. 55.000 nha.
Rồi một cái màu đỏ em chốt cho chị yêu nè, Nguyễn Hiền nè, đẹp quá à mấy bà ơi. Cái cánh đằng sau lưng giùm em luôn, y hình luôn nha. Rồi ok tình yêu luôn. Em có màu đen, màu vàng, màu nu, màu trắng. Đen, vàng, nu, trắng, đỏ mấy chị nha. Áo cánh mấy chị ơi, chốt màu kèm sinh hội giùm em. Áo cánh là còn cái 10 cái luôn mọi người. Trời em không tin là khách đặt cái áo là kinh khủng vậy luôn á. Ê được 20 cái. Được 20 cái, lên trúng quần ngố cho mấy chị nha. Em lên trúng quần ngố nha. Em lái là sao em lên bộ ngố luôn nha. Quần ngố hôm nay về cho chị là cái mẫu này đẹp quá trời. Hôm nay em về được cái mẫu này cho mấy chị được đẹp quá trời luôn mà nó có màu đen nè. À màu xanh nữa nè. Trời ơi nói thiệt sự luôn á mấy chị ơi, quần ngố mặc lên là xỉu quá à. Rồi, dạ. Dạ 50 sản phẩm giùm em ha. 50 sản phẩm bùa chị dặn em một set ha, có được không? Dạ không chị ơi, em không có nhớ. Rồi áo cánh giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Rồi lên quần ngố giùm em mấy chị. Quần ngố này là 105.000 quần giùm em, sỉ là 98.000 mấy bà ơi. Quần là 110.000 mấy chị, 110.000 một quần. Trời ơi cái quần đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Cái chất nó dày dặn dễ sợ luôn. Cái chất nó dày dặn dễ sợ luôn á. Quần này có hai màu nha. Giờ vỏ treo là 79.000 giùm em một túi thôi nha chị Mimi ơi. Có ba màu chị. Nhìn thấy rõ không chị đẹp ơi? Đen trắng với vàng giùm em chị Mimi nha. Rồi quần nha mấy chị ơi, quần bao nhiêu mấy chị? 110.000. Hàng này 110.000 cả giùm em nè. Trời ơi dày phải dày lắm. Trời ơi cái quần jean này cái chất em nó thiệt sự luôn, bao luôn. Mà bữa nay về có cái quần này có xước nhẹ nè. Mấy bữa về quần trơn không à, chỉ có cái mã này là có xước nhẹ cho khách thôi nha. Rồi hả tiếc quá trời dễ thương luôn. Có hai cái khoen hai bên cho mấy chị luôn nha. Hai màu xanh với lại màu đen huyền thoại của nhà em luôn. Bao nhiêu tiền mấy chị ơi, 110.000 một quần giùm em hả mọi người ha. Rồi chốt màu kèm số điện thoại giùm em luôn, là có đơn cho chị luôn. Coi giùm em chị và chị Thảo ơi, bây giờ cái quần này bao nhiêu rồi vậy? Coi mấy cái quần. Rồi em lên chung với áo cánh cho mọi người nha. Áo cánh thì là 55.000 cả giùm em mấy chị, áo cánh cho mọi người nha. Trời dễ thương lắm luôn mấy chị. Nè coi nè. Quá trời luôn em ri. Ê nó nghe nè bà ơi, cho em cái size nữa bà Nguyễn Hiền ơi. SML mấy chị, S với 48 kg, M với 55 kg và L với 60 kg giùm em. Nha quần này size to mặc sướng luôn nha. Rồi ok, một đen một xanh. Xếp đăng mặt em hết rồi chị Thùy Trang Lê ơi. Ngố đợi chị đủ chưa? Em giờ em chưa nè chị. Giờ mới chưa nè chị. Chị lấy bao nhiêu ri vậy chị chốt lại giùm em mấy nha. Rồi ok. À, Nguyễn Hiền ơi cho em xin size nha. Nguyễn Phước lấy ngố đen 44 kg. Không, cái này chị có rồi. Cái mẫu này mẫu khác, hơi na ná giống nhau thôi chị ơi. Em nói nghe nè, nó hơi na ná giống á chị. Cái này em về mẫu khác nha. Cái này em về mẫu khác, ở mẫu kia là chừa chị rồi. Còn bây giờ có đen, có xanh đậm đó. Chị lấy màu nào chị chốt lại giúp em nha. Rồi ok, chị mua lẹ chồng chuyển khoản cho chị. Chị có, nói chung là mua 10 cái chuyển khoản đủ em free ship cho mấy bà cho. Cho bà mua về bà mặc tết cho nó sướng luôn. Rồi tôi bớt 50.000 luôn mấy bà. Ôi lộn, tôi bớt, tôi free ship là bớt 35.000 cái luôn á. Nguyễn Hiền, ngố đen ép nè. Chốt size kèm số điện thoại giùm em nha. Nguyễn, ôi lộn, Nguyễn Phước. Nguyễn Phước nè. 110. Nguyễn Hiền cho em xin size, sẽ đăng mặt em hết tình yêu ơi. Nguyễn Hiền lấy size M1 xanh, 1 đen. Rồi Nguyễn Hiền muốn mua thêm cọc tiền giúp em chị Nguyễn Hiền ơi. Mua thêm cọc tiền giúp em nha. Tại vì biết sao không, em chốt nhiều cũng được mấy chị. Chốt nhiều xong qua mai sợ xả đơn bé Trang ra tội nghiệp muốn xỉu luôn mấy chị ơi. Thiệt em khoái chốt nhiều lắm. Mà chốt nhiều cái bị xả hàng tội nghiệp em luôn á mấy chị. Gần Tết rồi em xỉu luôn á. 4 xanh 3 đen. 1, 2, 3. 4 xanh nè, 1, 2, 3. 4 xanh nè, ok nè. 3 đen nè, 1, 2, 3, 9, 8 nha. 98 nè. 3 đen nè, ok tình yêu luôn nè. Rồi chừng nào chị gọi chốt đơn vậy, ngày mai em gọi điện. 98 sao? Nó của nó hết á. Bỏ đi. Ok. Tường Vi. Chết mẹ rồi, còn có hai cái S là Tường Vi. À đây là còn sorry em. Tường Vi ngố. Ngố gì vậy trời? Ngố xanh L hả? Chết mẹ hết xanh L rồi, Tường Vi ơi đổi màu giùm chị luôn. Biết tôi còn xanh lò không trời, chị gái chờ tôi còn coi. Rồi ok cho Tường Vi nè. Tường Vi nè. Rồi một đen, một S một M. Đen một S một M nè, BA. BA Hằng nè, một S một M hai cái nè. Đỏ cho chị Kim Xuân áo nè. Đỏ chị Kim Xuân áo nè. Ok nè, quần ngố có dạng không chạp. Nhà em là bao dạng chị. Dạ áo để em tí xíu nha. Rồi áo đá đỏ chút cho chị yêu luôn rồi. Rồi ok chị ơi, cọc kẹt nha, mai gửi qua tin nhắn cho. Dạ chị ơi, chị cọc liền giùm em nha chị, giờ này cũng còn sớm đấy chứ đẹp ơi. Rồi quần em còn màu đen quá chị. Màu đen L quá chị ơi. Màu đen L.
màu đen S và quần xanh. Xanh còn cái S nè, xanh còn S giùm em nha. Ai lấy quần chút quần kèm sổ luôn, quần còn mấy cái hết hàng mấy chị. Rồi tiếp tục giùm em. Rồi lên áo lại đó mấy chị nè, áo giùm em ha mọi người ha. Rồi hết rồi mấy chị ơi, hết quần rồi chứ. Còn mấy cái lẻ lẻ chứ, chứ lấy gì chứ lấy giùm em nha. Rồi, áo giùm em mấy chị ơi, áo đá đen S cho Ngọc Trinh. Đen S cho Ngọc Trinh nè, ok Ngọc Trinh nè, chỗ quần này đẹp lắm mấy chị em mới thiệt luôn á. Ngọc Trinh đen S nè. Ngọc Trinh là 105 ở 110 nè. Ok luôn. Việt theo hả chị mua bi giùm em nha. Lấy đi chắc em đắt độ sai chứ. Đen S cho Ngọc Trinh, xanh M cho Trần Tiên. À, xanh M cho Trần Tiên anh, đổi cái xanh M cho Trần Tiên đi. Đó đó, cái đó lát hồi ghi lại đi cho em đổi sai cho nha. Mỹ Thuận Trần lấy L. Mỹ Thuận Trần cái một cái L đen nè. Ok chị Mỹ Thuận Trần là hết nha. Mỹ Thuận Trần vậy là quần em hết đó chị ơi, em còn áo á chị. Rồi ok. Bây giờ em lên áo lại với mấy bà nè, áo còn lại cho Trang cái màu vàng đi. Áo đá mấy chị ơi, 55 ngàn cả nha, màu trắng nè, màu vàng, màu đen, màu nu giùm em. Trắng vàng đen nu đỏ mấy chị á, trắng vàng đen nu đỏ nha, áo thêm ri nè, thợ bi nè. Áo thêm ri nè. Rồi ok luôn. Trắng vàng đen nu đỏ mấy chị ơi, còn có 3 màu à, trắng vàng đen nu. Quần em có không? Chân chân quần em có không chị? Chân chân thấy comment chân chân ơi. Chân chân ơi, chị thấy comment của bé luôn á chân chân ơi. Rồi lên áo giùm em mấy chị ơi, áo 55 ngàn cái mấy chị ơi, 3 màu ha mọi người ha, dễ thương quá à. 4 màu, màu đen đẹp ghê luôn á. Trắng áo cho Phúc Subin em ok, Phúc Subin trắng áo nè, 55 ngàn cái mấy chị, đẹp quá trời luôn. Màu đen nè, trời ơi này lên nó nổi dễ sợ luôn mấy bà ơi, màu vàng nè. Màu đen, màu vàng, màu nu, màu trắng, thích màu nào chốt màu đó kèm xin hỏi giùm em. Rồi, trắng phía sau là xét hạ chị đúng rồi bà ơi, đẹp lắm. Đây nè, cái này em có cái quần màu hồng nữa nha. Cái chữ màu hồng là quần màu hồng, cái quần màu nâu. Cái quần này là hàng kaki nhung, nhìn kỹ chất giùm em. Hàng kaki nhung nha, mặc rất là xịn luôn, có 99 ngàn xét, tính ra cái áo 50, cái quần có 50 ngàn thôi, quá rẻ. Đó. Chị em có xét màu hồng lên cho em chưa? Chị xét màu hồng lên. Rồi ok. Chị, thêm một ly là tổng cộng 4 ly, chị đặt trong inbox vậy là 3 ly rồi đó chị ơi. Rồi ok, quần ngố đen 53kg hết rồi chị đẹp ơi, ngố em hết quần nha. Ngố em hết rồi chị ơi, ngố hết rồi, còn hết hết ngố rồi. Cái xanh S đó hả, cái xanh, không cái xanh S rồi đổi cái xanh M, cái xanh L này lát em đổi sai cho đó. Còn xanh M nữa chị, có chị kia lấy rồi đó. Ừ. Rồi ok, áo đen cho chị Quỳnh Giao, áo đen cho Quỳnh Giao nè. Ok, áo đen cho Quỳnh Giao nè. Ok nè, rồi áo em còn 4 màu mấy chị ơi, 55 nghìn. Trời ơi, dễ thương lắm, dễ thương cực kỳ luôn. Màu trắng, màu nu, màu đen với lại màu vàng. Áo đen cho Biyumi, áo đen cho Biyumi nè, ok nè. Mai chúc mấy chị nha, ok chị Biyumi áo đen nè, quá dễ thương luôn. 55 ngàn cả mấy chị ơi, áo vàng nè mọi người, xinh quá à. Trời ơi, đẹp ghê luôn á trời ơi. Xuất sắc quá mấy bà ơi, vàng trắng nu 3 màu ha. Vàng trắng nu giùm em, có 3 màu thôi, đẹp quá. Nguyễn Tuyền em nhận rồi, cảm ơn chị Nguyễn Tuyền nhiều nha bà ơi, cảm ơn bà gái. Rồi ba màu giùm em đi mấy chị ơi. Em nói giúp gửi rác qua, chị không trả lời. Okay. Không biết có em ơi, có nha em ơi. Rồi có gì ngày mai em nhắn tin cho chị, ngày mai chị gọi điện giúp đơn, em muốn gửi rác qua chị gửi liền cho. Rồi ba màu giùm em mấy chị, ai lấy trước em kèm xuống hỏi nha. Rồi em qua mẫu tiếp mấy chị. Qua mẫu tiếp em đi. Lên nha cái bộ ngố đi người. Bộ ngố Moschino á. Được, hay không thôi, đưa cái bộ ngố của Adidas đi. Đây cái bộ ngố Adidas mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi, thì cái bộ ngố Adidas này cực kỳ đỉnh luôn mọi người. 95 ngàn một bộ cho em, nhưng mà em mới thật sự luôn, cái vải nó quá đã luôn á. Cái vải đã lắm. Cái này là hàng đúng hàng chuẩn shop mà bán mà 180 một bộ luôn á nha mấy bà. Cái bộ này bán là đúng hàng 180 một bộ luôn á. Nhìn là ghiền liền, nhìn em mở bung cái phone này mấy chị ghiền liền luôn. Nè có cái form áo đi, nó bự dễ sợ chưa, đẹp ha. Đẹp lắm, có like luôn nha mấy chị, có like giùm em luôn nha. Cái quần nè mấy chị, chạy viền nè nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, có cái vải của nó đó mấy chị. Đã ơi là đã chưa, cái chất là hàng bu zip giùm em luôn á. 95 ngàn bộ, 95 ngàn một bộ. Một bộ ngố giùm em luôn, viền phối hơi bị xinh luôn. Cái này phối lạ mấy chị ơi, phối lạ lắm. Rồi màu giùm em có 3 màu nha, màu xám, màu đen với lại màu hồng. Bộ xám nói chung là hàng thể thao mà lên màu xám lúc nào mấy chị biết sao mà màu xám lúc nào thể thao nó cũng phải lên không mọi người, tại vì em nói thiệt luôn, hàng thể thao là phải lấy bộ xám mấy chị ơi. Mặc là em nói thiệt, thứ nhất á là nó không kén da không kén tướng, với lại mặc màu xám rất là sạch luôn. Còn đầm body không em, còn đầm body không em, dạ có chị, có đầm body chị, có đầm body. Hôm nay có hai màu body nữa, một cái body nhung với lại một cái body tay phòng hơi bị xinh luôn. Rồi
màu đen giùm em nè, màu đen nè mấy chị nè, với lại màu hồng nha, ba màu 95.000 một bộ đó, hàng ngố mặt xịn luôn rồi. Ok mấy bạn có cần muốn em lên form không, em lên form bộ này cho xem nha, bộ này lên mặt sướng lắm. Rồi em mới thiệt sự cái vải nè mấy chị, mua về mặt đi đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cho em coi set quần hồng phía sau, ok chung chung để em xíu nha, em lên cái bộ này cho bà đã. Rồi ok em lấy cái này xong lên đầm cho bà, đẹp lắm. Nãy giờ mấy bà chứ em kêu em lên ngố rồi em giờ em lên á, để em lên cái ngố là xong cho bà cái đã. Em lên cái màu xám này chỗ cái vải này mặt sướng quá mấy chị ơi. Ngố phản quang còn không, còn chết. Trời đủ má ơi, ngố phản quang được không bộ vậy. Tao lạnh. Ngố phản quang có. Trời ơi, cái bộ này áo là áo kiểu cánh dơ nha mọi người nha. Trời ơi, mặt em nó thiệt luôn á. Đúng á mấy chị coi nè, hàng nè. Mặt nó thiệt luôn, mấy bà ơi, nó rộng rãi, nó thoải mái, nó sướng gì đâu mấy chị. Đẹp lắm. Trời ơi, che cái bộ đồ tao lại anh luôn anh hai. Anh hai, anh theo hai che cái bộ đồ vậy rồi sao thấy gì ba? Trời ơi, em đâu đâu che em vậy đâu trời. Quần nâng mông em có sai nha. Nhìn cho em cái quần nâng mông để đâu vậy người? Đây này trong đống rồi nè. Coi em cái quần nâng mông đâu ạ? 75kg vừa không, em bao vừa cái bộ này luôn, nó thiệt á. Bộ này là em bao luôn, em bao cho chị 62-63kg gì hốt hết thì em đi bơi hết vô đây. Bà nào biết sò mua bộ đồ này mà không vô em cho em trả tiền cho nha, yên tâm rất là đẹp luôn. Trời ơi, nó thiệt sự luôn, cái quần này là của Nguyễn Xuân Nhung ta bán nữa mấy bà ơi, ta bán tới 100 mấy một set nha, em bán 99.000 đầm đó. Năm ngoái hai màu đen đỏ đúng rồi chứ ơi, lên ngố phản quang đi chị, đợi chút xíu luôn chị lái cái quần ngố này xong nè em yêu. Rồi để em xíu nha, ngố nha mọi người nha. Này mấy chị coi nè, trời ơi mặt không mấy chị không, trời ơi mới thiệt luôn á, mà cái này nó có bo nó mới trễ, nên là bà chế nó bụng to bụng nhỏ nè. Bơi hết cho đây cho em nha, bơi hết cho cái bộ này cho em luôn, mặt mà không đã lên không trả tiền, có lỗi em không lấy tiền. Mặt mà không sướng khỏi trả tiền cho em, em mới thiệt luôn. Form lên là siêu xịn sò nha. Ấy cái này cái quần màu hồng nó mất tiêu rồi ta, cái quần quần màu hồng nó mất tiêu ở đây đây đây. Rồi em lên form, em lên màu cho mấy chị nha, bộ này nhà em nè mấy chị nè. Trời ơi thiệt sự luôn, mặc lên một phát là sướng liền luôn mấy chị. Cái này là áo trắng nè mọi người nè, nó mấy chị thấy nó đi màu đẹp lắm luôn á, áo trắng mấy chị quần nè. Trời ơi xuất sắc ha, trời ơi mới thiệt sự luôn, bộ đồ có 95.000 mấy chị ơi, coi xịn hết sức xịn không. Quần Adidas chạy viền nha, em đang mặc là màu xám rồi màu hồng với lại màu đen giùm em luôn, ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em luôn nè, quá dễ thương nha mấy chị luôn. Rồi coi cái quần nè, trời ơi má ơi nó đẹp gì với đâu quá trời, đỉnh cao rồi ơi. Rồi ba màu giùm em nha mọi người nha, ba màu thôi, anh kẹp gì nè, kẹp gì nè, ba màu giùm em nha, màu nâu có lộ màu xám màu hồng với lại màu đen luôn. Em có thiệt luôn á, em mê mấy cái bộ ngố và vải này lắm mấy chị, tại vì cái vải nhà này nó làm là tại vì người ta bỏ xốp á tới 200 mấy một bộ lận, nên là họ mặc lên nó rất là sướng luôn. Cái vải của nó mát người rưỡi à, nó mát người rưỡi mấy chị ơi, nó mắc không có 10.000 thôi nhưng mà mặc nó rất là đã luôn. Em nói thiệt mấy chị mà nhận hàng cái bộ này về là mấy chị sẽ rất là mê luôn. Còn cái kia là chị là hàng cô tông bình thường thôi, nhưng mà cái này là hàng mua zip nha, nó mặc sướng lắm. Tại vì cái này người ta bán tới 200 mấy một bộ lận, Mỹ Thuận Trần nè, em bán chỉ có 95.000 một bộ thôi, em bao hàng luôn, mặc không đã em không lấy tiền nha, hàng Adidas nhà em nè. Cái vải là mê lắm mấy chị, cái vải là cực kỳ xịn luôn. Rồi đưa cho em cái bộ, đưa em cái bộ kìa, bộ ngố đó, bộ ngố phản quang luôn. Rồi đưa đây đây, anh đang ngồi lên gì anh mở cho em coi cái đầm đó coi. Chừa áo khoác em chưa Út Nguyễn, con nói nghe nè mấy ơi, áo khoác không chừa được cho ai hết nha mấy bà nha, biết sao không, nó về quá ít. Đang nói lại bên sự đàn em, nó về cho đủ hàng nữa nè, nó về quá ít. Đây ngố phản quang còn được có là còn được có 10 bộ qua. Ngố phản quang 85.000 giùm em. Cái này là hỏi nói nhiều nha, phản quang 7 màu luôn. Phản quang 7 màu mới chơi. Rồi, quần giùm em mấy chị nha, quần có túi luôn. Rồi ok chị Trần Tiên cái bộ ngố đen đang mặc nè. Ê cái này có ngố. Ngố đen cho Trần Tiên nè. Ê cái này nó có màu trắng nè má ơi. Trần Tiên cái này là áo đen áo trắng hả? Ủa tôi quăng qua tôi không treo lên. Trời ơi tôi rầu ông ghê ông ơi. Nè màu đen nè mấy bà ơi, lấy kia là màu trắng nè, này màu đen nè mấy chị.
màu đen nè, đó. Ngó xanh cho Tâm Tuyết nè. Ngó xanh cho Tâm Tuyết nè, có được có 10 bộ rồi mấy chị ơi. Tâm Tuyết ngó xanh nè, ok nè. 55 có lộn, 85.000 bộ em nha, tỷ 70. Có màu đen mấy chị. Màu màu vàng, có xếp kiểu không chị có. Màu trắng. Để em xíu đem lên xếp kiểu cho. Màu trắng tại vì đang vô mùa Tết rồi mọi người, lên là hàng kiểu lên nhiều lắm, yên tâm giùm em luôn. Hàng em gửi cho chị Nam Hoài gửi chưa? Hàng Nam Hoài chưa gửi cho chứ ơi. Đây nha chứ đẹp nha, rồi quá đẹp luôn. Bộ búp bê rì mới chơi quá trời dễ thương luôn. Quần có túi mới chị, quần có túi luôn. Ngố giùm em nha mọi người nha. Ngố này là 58 cái cho lại mặt đẹp giùm em. Rồi màu đen. Cái này mà mấy bà khi mấy bà đi trong bóng tối mấy bà mà chụp đèn lát á thì cái này nè mấy chị, cái chữ nó sẽ phát sáng lên cho em. Chữ phát sáng nha. Ok chị Thảo Bi, em còn có mấy bộ nha chứ đẹp, em còn có 8-9 bộ lấy đỡ giùm em nha. 8-9 bộ giờ chơi hết luôn rồi. Rồi ok Thảo Bi một ly luôn nè. Rồi ai lấy chốt ngố em kèm sân thoại luôn hết luôn nha. Rồi qua mẫu. Lên cho em cái xích kiểu đi cho nó lấy lại năng lượng coi. Lấy lại những gì đã mất coi. Rồi lên cho em cái set này đi ngồi, set rút này nè. Set cho chị Quỳnh Trần bộ ngố đen. Không, set trắng ba trắng đen nôn đó, đúng rồi. Đây là cái đầm này cái set trời. Set trụ nó đẹp lắm luôn nha mấy bà. Rồi. Cái này đẹp mê luôn mấy chị. 99.000 một set nè, cái đó 70. Rồi em nói thật sự luôn, đúng phải gọi là trông chờ luôn á. Rồi ok em lên quần nâng mông liền cho anh Việt. Anh tìm ra cái quần nâng mông cho em chưa ngồi? Đợi xíu đi mấy chị được không? Đợi chút giùm em được không? Quần nâng mông nó nằm đâu đây nè, tìm qua không thấy đây nè. Trời em nói thật sự luôn là quá trông chờ đợi mấy chị ơi. Đợi chờ quá lâu của em này luôn mấy chị. Lên form là xỉu liền. Chị Linh Thùy em hết xét phản quen nha. Em xét hết phản quen chị rồi nha. Rồi đây rút dây hai bên luôn, nó đúng đẹp mấy bà ơi, có ba màu thôi, màu trắng, màu đen và màu nâu. 99.000 một set giùm em. Trời ơi, cái set này mua về đang vô và nó là đang mùa Tết chị ơi, Tết rộ luôn nha mọi người nha. Rồi bà gái mà chưa có set nào bận mặc mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì mua cái set này mấy chị ơi. Em nói thiệt luôn, mặc ta nói từ hả, từ cái mình rút ông táo mấy bà ơi là bắt đầu mặc đồ Tết là được rồi đó. Đẹp quá à, trời ơi này đẹp quá thiệt sự luôn á, sang dễ sợ luôn. Coi nè má ơi, mê ly, em sẽ lên màu trắng, trắng đen nâu ba màu nha, 99.000 một set. Trời ơi nó thiệt luôn, nó là xỉu luôn á mọi người, xỉu luôn á, đẹp cực kỳ luôn. Trắng đen nâu ba màu, hôm nay đầm long về rồi mấy bà ơi, đầm long bữa giờ trong chờ đợi quá trời. Rồi cái set này 58 cái trở lại mặt đẹp giùm em nè ha. Rồi không lấy comment luôn Linh Thùy ơi. Linh Thùy có set chưa Thanh? Không có cho Linh Thùy nha. Cái này là set quần mấy chị, cái này là set quần nha mọi người. Quá đẹp. Quá đẹp luôn á trời ơi. Từ từ bà ơi, ai cũng hối em hết trơn. Giỏi bình tĩnh em lên các bà chị ơi. Bình tĩnh, ai cũng có phần hết. Đầm giá nhiều. Đầm mới mở cho em á coi. Quăng giá lên nha. Lại lầm. Trời em thiệt luôn á. Ai làm lại em chiếc này? Không ai mà làm lại em chiếc này nha mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Sang dữ lắm mấy chị ơi. Trời ơi. 99.000 một set giùm em, mấy chị có cái quần của em nè mấy chị ơi. Nó là cái dạng kiểu như là dạng quần xòe ha mọi người ha. Rồi cái form nằm, cái form set của nó đây luôn đây đi. Quá dễ thương luôn. Màu trắng. Trời ơi, nó sang mấy chị ơi. Sang xỉu luôn á. Bóp bê rì quần dài cho chú lên mấy ơi, đợi chút xíu nha em. Rồi ba màu trắng đen nu mấy chị. Quá xuất sắc luôn. Nhã Quỳnh một set nu nè, 99.000 một set nè mấy chị ơi, quá rẻ luôn mấy thiệt luôn á. Nhã Quỳnh nè luôn á. Út Hiền nè, 99.000 nè. Trời ơi, sang quá mấy chị ơi. Màu kèm xuất nội giùm em. Em về có ba màu căn bản thôi mọi người ơi, cho mấy chị dễ mặc ha. Trời ơi, quá xinh luôn. Màu đen nè mấy bà ơi. Xinh lắm mấy chị ơi, coi nè. Trời ơi, cái set rút nha mọi người nha. Dập ly giùm em luôn mấy chị coi nè. Cái quần của nó mấy bà ơi, đẹp xỉu chưa. Có túi luôn nha mọi người nha. Lưng là lưng thun. Đây nè mấy chị, lưng là lưng thun nha. Mà em làm dây kéo bên hông cho mọi người nữa.
nha. Set này giùm em mấy chị ơi, 99 ngàn một set luôn. Mặc cho em nó thiệt sự luôn, Tết Tư là nó thiệt bá cháy vỏ chét luôn. Trời ơi, có ba màu rồi mấy chị. Màu trắng em đang mang nè, đứng dậy cho mấy chị có cái dáng lần nữa nha. Mấy cái em này mặc đi Tết Tư là xỉu, xỉu lên, xỉu xuống, xỉu ngang, xỉu dọc liền. Đây mấy chị, cầm cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh giùm em nè mấy bà chị ơi, cưng lắm nha mấy bà chị nha. Đó. Trời ơi mấy chị luôn nè mấy bà, coi cái tay của nó nè mấy chị, đỉnh chưa? Quá đỉnh luôn. Hai ba màu giùm em ha mọi người ha. Màu trắng, màu đen với lại màu nâu giùm em luôn. Trời ơi cái buồn. Em nói thiệt sự luôn, cái này mà bà làm mà không lấy là tiếc lắm, tiếc luôn là có ba màu thôi. Tình yêu lấy màu nào chút màu giùm em. Màu đen nè mấy chị nha. Rồi ok. Trời ơi. Bà gái ơi, bà gái tôi chán bà ghê luôn. Chốt màu chắc màu kỹ giùm em nha chị ơi. Đổi tới đổi lui nó lộn hàng chứ đẹp ơi. Út Hiền nè, Thanh đổi qua Thanh ơi, mua màu nâu đi Thanh. Xếp đen chị Ngọc Linh nè. Xếp đen chị Ngọc Linh nè, em ok nè, 99 ngàn nè. 99 ngàn một bộ mấy chị, ba màu trắng đen loại nâu thôi. Ai lấy màu nào cứ chốt màu giùm em chứ ơi. Sang quá trời luôn, đen như chị Thi Thi nè. Thi Thi màu đen nè. Thi Thi nè, sang xỉu luôn, 99 ngàn một set. Ôi coi này mới chế ôi, đẹp lắm luôn em mới thiệt luôn á. Tay là tay phòng hai lớp nha. Chế này mới thiệt luôn, không ngại mặc màu trắng nên mua màu trắng đấy bà ơi. Nha, không ngại mặc màu trắng thì nên mua màu trắng về mặc cho nó sang nha mấy chị. Bijumi set màu đen nè. Bijumi màu đen nè. Không ngại màu trắng thì nên mua màu trắng về mặc cho nó sang. Tại vì á mấy bà chế mấy cái màu trắng này nè, mình mặc lên nhìn con người mình lúc nào nó kiểu kiểu như là mình cũng sạch sẽ đó chị. Sạch sẽ mà. Đó, màu nu với lại màu trắng rồi, còn hai màu nu trắng em hết đen nha. Nu trắng hết đen trời ơi, trời ơi màu nu. Cái màu nu là cái màu em mới thiệt luôn á. Trời ai nói nhiều luôn á trời. Nhìn một phát là biết luôn mấy chị ơi, biết luôn số nhà là sang xỉu giùm em rồi. Đó, nu trắng hai màu nha, nu trắng hai màu. Tình yêu lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Nè đẹp quá trời luôn mấy chị ơi, màu nu nè. Ôi coi sang chưa, 99 ngàn một set giùm em thôi nha mấy chị. 99 ngàn quá đẹp quá xinh luôn. Thích màu nào chốt màu kèm sổ em. Ok chưa, 99 ngàn một set cho mấy chị. Hai màu nu đen nè, anh chém lại lên. Rồi qua mẫu tiếp mấy chị. Không thấy comment luôn mấy má ơi. Hạnh Lê đủ thêm nu nè. Rồi ok luôn. Rồi qua mẫu giúp em. 985. Rồi body mấy chế ơi. Body body. Quá đẹp luôn chứ đẹp gì. Cái này là quá đẹp luôn mấy chị. Trời ơi cái body này mấy chế ơi. 85.000 cái body này giùm em đi. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, nó đẹp xỉu giùm em luôn á. Hello em. Body tay phòng 85.000 một cái giùm em thôi ha. Rồi xếp cái body quần dài đi chị like cái này xong đi em. Like này xong lên xếp cái body quần dài liền. Đây. Áo khoác hả? Áo khoác không đủ hàng luôn á. Rồi đầm giùm em mấy chị ơi, hai màu đen luôn. 85.000 chị ơi, tao đẹp luôn. Đấy, hai rồi. Trời áo phát em nói thiệt lên chán ghê luôn, em dặn quá trời luôn về cho em bỏ tay luôn. Rồi em lên đầm mấy chị. Cái đầm này mới thiệt luôn á trời, mặc lên chắc sang lắm luôn á trời ơi. Tại vì cái dáng cũng là dáng tay phòng mọi người, mặc sướng lắm. Có 85.000 cái đầm thôi. Ở đâu dạng như là maxi dài vậy chị. Trời ơi, để cho thằng kiều 2 set luôn rồi bao cho em chi nữa. Lên đồ bộ tay dài không chị? Em like rồi. Đồ bộ bộ gì bộ nỉ em like rồi gái ơi. Trời ơi mới thiệt chứ ơi. Coi nè. Trời ơi mặc cái đầm lên mới thiệt sự luôn á trời. Sao mà nó sang dữ vậy ta? Sao mà nó sang dữ vậy ta luôn á. Trời ơi đúng rồi chị Ngọc Tuyền ơi. Bộ hôm em về rồi mấy bà ơi, đẹp xỉu. Đẹp xỉu luôn mọi người, nó có hai màu thôi, màu đen với lại màu em đang mặc thôi mấy chị ơi, rất là sang luôn. Mấy chị có cái tay của nó nè. Đẹp dữ lắm luôn mọi người ơi, nè coi nè ha, xuất sắc giùm em luôn á.
Áo này giùm em nha mọi người ơi, chị có giá bao nhiêu mấy chị ơi? 99, có lộn. À, cho em coi baby doll. Baby doll là gì? Baby doll là gì em? Chị vô mày coi baby doll bay. Baby doll là mẫu gì? Đồ bộ áo hay là gì? Hay là đầm hay là gì? Rồi đấy mấy chị, hai màu giùm em mọi người ha, màu đen với lại màu đen với lại màu gì? Màu bò, đen với bò giùm em luôn, xuất sắc luôn. Rồi bao nhiêu ký mặc vừa, giả form này 58 ký trở lại giùm em chứ ơi nè. Cái này là hàng thun gân mấy chị ơi, nó là nó co giãn dữ lắm luôn. Mà lên dáng đầm nó thật sự luôn, mặc rất là sang nha. Mặc rất là sang luôn mấy chị nè, coi nè. Co giãn thoải mái cho mấy chị luôn, mặc đã lắm. Đó, xinh chưa? Hai màu đen với lại màu nu giùm em. Màu đen với lại màu bò nha, áo đồ nào mình chốt màu giùm em thôi. Màu đen mặc sang quá trời luôn á. Cái này mấy chị ơi, thiệt luôn, khách em mua hàng rồi mấy chị ơi, mặc lên đẹp lắm. Với lại mấy chị coi nè, nó dài giùm em nè mấy bà. Dài qua gối luôn á. Dài qua gối luôn mọi người, nên là khi mấy chị mặc lên mấy chị thấy không? Tôn dáng cực kỳ, tôn dáng luôn cái đầm body này cho em nha, hai màu thôi. Màu đen với lại màu bò luôn, ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em nha mọi người nha. Chị có giá là 85.000 cái đầm giùm em thôi nha mấy chị. Hàng này là hàng len luôn, đẹp thiệt. Hàng len tâm mặc sướng lắm. Thì ok chị Quỳnh Trần một đen nè. 60kg vẫn vừa nha, trời thấy không, bà Ngọc Tiền mua rồi nha mấy chị ơi. Các em mua rồi đó mọi người ơi. Quỳnh Trần nè, ok chứ đẹp luôn, nhiêu tiền luôn, ti rồi, 85.000 cái. Có 85.000 cái mấy chị ơi, rẻ lắm, mấy thiệt luôn, mặc sướng lắm mọi người. Nè, coi nè mấy chị nè, lên cái dáng nè không. Chị Ngọc Tiền 60kg rồi, người ta còn tự tin, ta mặc đầm body, mấy bà chế ơi, mấy bà chế ngại cái gì vậy. Trời ơi, đẹp mê ly cho em luôn nha mấy bà nha, 95.000, quá đẹp luôn. Em ơi, thôi gậy ra thôi khỏi đi bà ơi, vậy mày không khỏi mua luôn đi ơi. Lấy mẫu kia cho mày đổi cái mẫu này, xong bữa sau vô thấy cái mẫu kia đẹp hơn cái đổi nữa, thôi bà ơi. Chắc tôi chết đó bà. Tôi bán cho bà một cái đầm mà bà đổi tới được luôn, chắc tôi chết đó bà gái ơi, thiệt. Rồi hai màu giùm em nha mọi người nha, đen với lại no eye, lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Trời dễ thương quá trời bà đất, thanh anh kém lại nè. Xuất sắc luôn, đen cái đồ bộ bốc rì ơi. Đúng rồi. Còn bộ đây dưới kia nữa nè, thì thở bay luôn á. Trời ơi, bộ này là bao đẹp luôn. Sỉ 75 lẻ 89 ngày một bộ mấy chị ơi, bộ Burberry mấy chị á. Mặt sang chết người giùm em luôn á trời. Cái quần của nó mấy chị ơi, co dạng thoải mái giùm em luôn ha. Quá xuất sắc luôn. Màu mấy chị, quần nó có một màu nha mọi người nha. Quần thì nó có một màu, áo thì nó có nhiều màu giùm em nha. Màu bò, màu hồng, màu trắng, màu đen mấy chị. Bò hồng, trắng, đen giùm em luôn nha. Bà mua có một cái body rồi bà còn đổi tới đổi lui nữa là tôi bó tay luôn á, thiệt luôn á. Hết nói. Rồi bốn màu giùm em. Áo kiểu Loan còn màu à, Loan màu hết hàng rồi chứ ơi. Loan màu hết sạch luôn chứ, không còn mẫu Loan nào luôn á. Rồi ba màu, bốn màu giùm em nha mấy chị nha, bốn màu luôn, quá đẹp. 89.000 một bộ giùm em mấy bà chị nha. Trời ơi xuất sắc luôn. Ok Nguyễn Hồng Vân lấy Burberry màu hồng. Trời ơi màu đen nè mấy chị ơi, mê chưa. Rồi ok Nguyễn Hồng Vân lấy Loan hồng nè, ở lụm lấy Burberry hồng nè. Rồi bộ này bao nhiêu mấy chị yêu ơi? 89.000 một bộ giùm em ha. Quá xinh, quá xịn luôn. Bốn màu giùm em. Rồi chị chị Harry rồi chị. Chị chị Harry rồi chứ ơi. Màu kèm xứng hỏi giùm em ha. Xin trời ơi chứ bộ mới chị ơi 89.000. Rồi có quần ống rộng size lớn 60kg không chị? Dạ không chứ ơi. Đầm mặc đầm em đang mặc 85.000 chị Mai Phương. Đầm đang mặc 85.000 chị. Nguyễn Hồng Vân lấy Burberry hồng nè. Em có thiệt luôn, bộ này mà em nói là tiếc lắm. Mai Phương 85.000 nè, quá cưng luôn. Body màu bò cho chị Nguyễn Hồng Vân luôn. Ủa 75 em ơi, lẻ sĩ 89, lẻ 89. Nguyễn Hồng Vân body hồng, body bò. Vâng. Để em xíu lên màu cho chế body nó mặc có hai màu nè. Màu nó mặc là màu bò nè, đằng sau là màu đen có hai màu rồi chứ ơi. 85.000 nè. Ok luôn nè, trời cái body, cái đầm cái bà cái bộ này rất là dễ thương luôn á. Đầm chị mặc còn màu gì? Đen với lại màu màu bò chị đang mặc thôi. Phương, bé Phương có em. Bé Phương có áo cho Phương ơi. Rồi đây mấy chị ơi, chốt màu kèm số mấy em mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy bà ơi, có bốn màu thôi, màu nào cũng cưng hết trơn cậu á. Xuất sắc luôn á, nè. Màu bò nè. Ôi, coi đẹp chưa? Màu bò, màu trắng, màu hồng giùm em nha. Bò trắng hồng mấy chị ơi, 89.000 bộ giùm em luôn. Quá đẹp.
mấy em này vui về mặt là ghiền. Cái quần nó đã lắm mấy chị, cái quần nè coi nè. Đó. 89. 89.000 một bộ giùm em nha mấy bà chị nha, 89.000. Ha, em có màu rồi mấy chị. Ôi coi nè mấy bà ơi. Xuất sắc luôn nha mấy bà chị nha, cái quần Burberry giùm em luôn mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Đây, cái quần nè. Rộng rãi thoải mái chưa? Cái bộ này là em bao luôn nha, bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết trơn á. Bao nhiêu cân mặc cũng vừa, cái bộ này hết trơn á, khỏi lo luôn, 60 ký đổ về giùm em đi mấy chị. 60 62 ký nè, cao chỉ mấy 6 là ok hết á. Quá đẹp luôn. Nè màu trắng nè mấy bà ơi. Ủa mấy hàng này mặc lên má ơi luôn á. Một đầm đang mặc cho Mai Phương. Ba má nhận không ra luôn các bà. Mặc cái bộ này là ba má nhận không ra luôn á. Mai Phương bộ đầm 85 nè, bộ 89 mấy chị ơi. Quá đẹp. Mai Phương nè, ok nè. Màu kèm xứng thỏi giùm em nha mọi người nha, màu hồng luôn. Yến Phi nó một đầm chị đang mặc nè. Ok Yến Phi nè, đẹp quá. Yến Phi nè. Ok nè. Rồi xanh hồng. Đây, màu hồng, màu màu đen, màu trắng với lại màu nâu, màu bò chứ lộn. Đẹp quá. 89.000 bộ thôi nha mấy chị đẹp nha. Áo là thun cô tông bự cho bả luôn. Trời ơi, cái bộ này đẹp xỉu luôn mấy bạn không lấy trời. Chết chết chết, trắng lửa mấy chị ơi, xỉu xỉu xỉu. Rồi tình yêu lấy bộ màu nào mình chốt màu giùm em đi nha, em lên màu lại cho. Nè em có màu trắng nè mấy chị nè. Trời ơi, Burberry xỉu luôn á. Rồi chị có váy gấm không chị? Em có set bộ gấm thôi nha chị, em có váy gấm. Em chỉ có set bộ gắm thôi nha. Rồi em có màu màu trắng, màu bò nè. Ôi má ơi, bộ này đẹp quá. Màu bò giùm em nha, ai lấy màu nào cứ chốt em mấy chị ơi nha. 89.000 bộ mấy chị, đẹp luôn. Màu bò, màu đen với lại màu hồng. Rồi tình yêu lấy bộ màu nào mình chốt màu kèm sổ giùm em luôn nha. Nên em lên nhanh nhanh cái bà luôn, ai lấy được cái gì thì lấy. Không xong thì ngày tôi lên sàn rồi tôi ngồi chốt. Em lên áo kiểu quá chị ơi. Cái này là khách hỏi rất nhiều luôn nè mấy chị. Bữa nay về cái áo này lẻ mới thiệt luôn á, mê lắm rồi. Trời ơi xuất sắc luôn. 45.000 một cái áo giùm em mấy chị ơi, nút luôn, đầm dài qua gối em. Đầm dài qua gối luôn nha. Rồi mấy chị, bữa nay về màu mới. Bữa nay về màu mới cho bà trẻ luôn, xỉu chưa? Áo cổ vuông mấy bà ơi. Áo cổ vuông 45.000 cả giùm em nè, màu trắng nè. Vậy em lên xếp bà trẻ không mua, lên đầm mấy bà cũng không chịu. Giờ tôi phải lên áo thôi. Màu trắng, màu bơ, màu hồng, màu nâu, màu đen. Rồi xuất sắc luôn. 45.000 cả giùm em thôi nha mấy chị nha. Trời ơi cái mẫu này mấy chị ơi, quá hot luôn. Bữa giờ em không có hàng em bán rồi mấy bà gái nè. Chất nè mấy chế co dạng thoải mái luôn nha. Form xinh lắm mấy chị. Form là xuất sắc luôn á. Dài dài giùm em cho mọi người nha. Tỷ 33045 quá đẹp. Màu bơ nè. Ủa đây giờ màu mới nè mấy chị ơi. Đẹp chưa. Chốt màu kèm xinh thoại giùm em nha. Chốt màu xinh thoại em nha mấy chị. Em la cái này em sẽ lên cho bà chế một cái màu áo khoác nha. Em la cái này xong lại lên cho mấy chế một màu áo khoác giùm em luôn. Màu hồng. Rồi đầm chị đang mặc là hàng gân. Chị nha Linh Linh. Đầm chị đang mặc là hàng gân. Rất là đẹp luôn. Rồi bơ cho chị Kim Ngọc em chốt đơn. Dạ 45.000 bông Kim Hiền. 45.000 cái áo mà mấy chị ơi, quá rẻ luôn nha. Xinh quá à. Đó. Màu bơ chị Kim Hiền nè, 45.000 nè, có 45.000 cái áo mấy chị, quá rẻ luôn mấy bà ơi. Form xuất sắc luôn nha mấy bà gái nha. 45.000 cái áo bơ nè. Trời ơi màu đen nữa bà chị ơi, coi coi xuất sắc cho mấy má ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi, màu nu nè. Áo này là hàng 3 nút cho mọi người nha, hơi bị hot luôn. Bữa giờ em không có hàng em bán nha. Rồi ok, nhận được tiền chưa bà? Tôi nhận được tiền rồi. Mà tôi nhận trễ quá bà ơi, tôi không biết á, tôi đi chơi với bà tôi không biết. Nên là tôi chúa chùa cho bà nha mặt tiên la ơi. Rồi ok, chị Ngọc Suri nè. Ngọc Suri nè, 45 nè. Hoài Nam áo đen 45 nè. Hoài Nam chốt cái cuối nè. 45.000 nè, chứ ơi muốn mua thêm cọc tiền giúp em nè. Rồi Lucia vỏ phải không? Một free cho tiên la nè. Ok nè, Lucia vỏ lấy áo màu bơ nè, 45 nè. Quần trơn tôi về rồi là bà Tiên La bà lấy nhiêu cả vậy? Rồi ok. Lucia vỏ nè, 45 nè. Dung Linh bơ với hồng nè, Dung Linh ơi còn hồng hết bơ gái ơi. Dung Linh ơi còn hồng nha, hết bơ. Ê ơi, đổi cho em cái bơ bên đó đi, cho em cái bơ bên đó đi. Ừ, cho bà Dung Linh hai cái. Dung Linh là 45 nè, Quang Văn Thanh luôn.
Rồi Nguyễn Hiền hết. Phúc Su Bin có màu đen. Phúc Su Bin màu đen nè. Phúc Su Bin nè, 45.000 nè. Rồi ok Nguyễn Hiền hết chơi. Út Hiền được 2 set rồi, vậy sẽ đưa tôi nha. Ok bà. Hai đậm một nhạt với lại hai đen à. Còn nha, hai đậm. Có hai đậm hai đen hết nhạt rồi. Còn nhiêu vậy? 100 với em ơi. Đọc lớn lên nha. 115.000. Xỉ. Bo đen Nguyễn Hiền hết. Bo đi chị mặc còn nè em ơi. Rồi ok, nhiêu ký vừa chơi 45. Cái gì 58 cái trở lại mặt đẹp giùm em. Cọc cạc được không? Được nha chị. Cho inbox giùm em á chị. Cọc cạc cho inbox giùm em đi. Bơ đen Nguyễn Hiền có chưa? Dạ hết mấy chị ơi, em còn trắng với nu mấy chị, em còn trắng với nu hai màu. Em còn trắng nu hai màu em luôn, rất là xinh luôn. Chị lên áo ba màu của bẻ. Ê nó nghe nè Mỹ Thuận Trần, cái đó ngày mai mới có hàng nha em ơi, nó bị rớt lại bên xưởng rồi, bên xưởng báo chị bị rớt lại rồi nên chị chưa ấy được nè. Rồi ba màu, còn hai màu mấy chị ơi, bơ với đen giùm em đi đẹp lắm. Cái này mới là chế về mặc chung với lại quần ngố nè, quần jean nè, cái gì cũng đẹp trơn, nó dễ thương cực kỳ luôn á. Cái gì? Dung Linh lên thông tin giùm em, Dung Linh ơi. Dung Linh lên thông tin giùm em nha. Bơ Nguyễn Hiền hết bơ đen rồi có chưa? Nguyễn Hiền hết bơ đen rồi gái ơi, em còn trắng nu gái ơi, đổi màu giùm em với nha. Đổi màu giùm em mấy chị, trời trắng dễ thương lắm nè, coi nè, xét xét coi cái áo kỵ đi đẹp lắm. 45 ngàn cái thôi, bé bà ơi coi màu nu nè. Sang quá trời luôn. Rồi ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số giùm em nha mọi người nha. 45 ngàn cái dễ thương vô cùng. Lấy màu nào cho em màu đó kèm số điện thoại giùm em. Đầm chị đang mặc Phạm Tiều lấy nhiêu cái này còn nè gái ơi. Đen với lại nu, đen với bò nha, y y cũ. Đưa em cái năm nhiều đen phải không? Ok em, trời ơi tao nói màu đen một làng bay ơi. 1 2 3 4 5 nè. Ê nó 6 cái luôn đi. Hết luôn rồi. Có 6 cái rồi hết luôn rồi. Có hai cái nu, hai cái bò rồi nha. Nè. Như da là hết luôn nè, lên áo luôn nè. Rồi em lên cái áo này cho bà trẻ con nè, lên áo này chung mặc chung quần ngố với bà nha. Quần ngố đây về cái màu này đẹp. Bữa đây về cái màu này mũ trơn rồi đó chị. Nè, quần ngố về mẫu trơn á, sỉ có sỉ á, mẫu này là 80 nè. Trắng bò hai màu chị Loan Nguyễn luôn nè, nguyên cặp nè. Trắng bò nè 45.000 nè. Rồi. Quần giùm em 105 nha. Quần này 105 mấy chị ơi. Rồi lên áo cho mấy chị luôn. Áo 45.000 quần 105 hết hàng luôn. 90 nha. 90. Cái nào sỉ? Cái nào sỉ 90? Quần sỉ 90 em ơi. Quần này sỉ 90 nè. Rồi ok. Trời ơi bà Nguyễn Hiền bà su quá à. Rồi ok Nguyễn Hiền chốt bà hai cái luôn đi. Đây cho em cái nu mọi người. Áo áo cho em cái nu đi. Rồi ok quần ngố có. Để cho tôi không? Tôi chưa. Tôi để cho bà màu 2 rồi đó bà Tương La ơi. Màu 2 màu 1 vậy. Tôi quên mất tiêu rồi. Bà lấy màu 2 màu 1 tôi quên mất tiêu rồi ta. Trời nè, coi cái áo giùm em đi mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn. Lên nằm nhung đệm tí nha chị gái ơi. Lên áo cắt bơm. Lên áo cắt bơm. Áo em đang mặc hết mấy chị quần nè. Trời ơi, đẹp lắm luôn á mọi người. 110.000 cái quần giùm em nha mọi người nha. Cái này là hàng trơn mấy chị ơi. Cái này hàng trơn về đúng một màu duy nhất. Nguyễn Hiền có chứ đẹp. Trời ơi. Áo khoác lựu đạn thần thánh mấy chị. Trời ơi đợt này giờ đẹp quá mấy chị ơi. Cái gì rồi má rồi. Nhiêu 79.000. Chị đéo. Chưa bà bé vui. Chưa có để áo khoác thì bé vui. Áo khoác lựu đạn thần thánh. Em nói thiệt chị nè, bà đã mua áo khoác lựu đạn của nhà em rồi là biết. Mặt rất là đã mấy chị. Cái này biết sao không? Hàng u mì mấy chị ơi. Nó là hàng kiểu như là hàng của Hàn Quốc á. Hàng mà hàng xúc dư á, mọi người gọi là hàng xúc dư á. Rất là rẻ luôn, em nói thiệt luôn. Cái áo này là sỉ 65.079.000. Trời ơi, tôi nói thiệt mê mẩn với bà, màu là đẹp lắm nè, tiên làng rơi gạt. Cái này là hàng xúc dư giùm em nha. Rất là xịn, em nói thiệt sự luôn. Túi trong, túi ngoài đầy đủ luôn. Cái áo này có 79.000 một cái mấy chị ơi. Em nói thật, ê nó nghe nè, ê coi lại em đang 79 hay 89 vậy anh? Lên coi lại mấy cái hình đó. Em đang 79 hay 89 vậy mấy bà ơi, coi lại giùm em với nha. Không có hàng mà bán, không có hàng mà mặc. Trời ơi, xuất sắc khỏi nó nhiều giùm em đi. Coi lại em đang 79 hay 89 vậy.
em có đặt cái đầm màu xanh. Cái ơi, đầm màu xanh hết hàng rồi em yêu ơi. Hết hàng rồi bé ơi. Đầm lụa lên chua chế chua em ơi. Năm cái thêm hồng. Ok, hồng xanh. Ok ok, vậy là đúng giá rồi đó. Rồi em còn xanh trời mấy chị, xanh xanh trời nè, cái xanh này mặc rất là dễ thương luôn nha. Xanh trời, xanh min với lại màu bò. Xanh trời, xanh min với lại màu bò. Rồi, Ngọc Nguyễn áo hồng đang mặc nè. Ok ok. Ngọc Nguyễn áo hồng đang mặc nè. Rồi ok giùm em luôn. Trời ơi, này em có ít lắm mấy chị ơi, em thiệt luôn á mọi người. Em dẫn 50 cái luôn á. Bên xưởng ta về được cho em có nhiêu này thôi, để em đặt lô sau cho mọi người nha. Em có thiệt áo khoác lựu đạn nha, em mặc là sướng lắm. Áo khoác lựu đạn là mấy chị nhà em, là mấy chị cứ yên tâm mấy chị mặc luôn á. Xanh trời một cái cho chị bé vui nè, xanh trời một cái cho chị Ly Loan nè. Xanh trời một cái cho chị Ly Loan nè người. Ok luôn, em còn xanh min, xanh mặt hà mấy chị. Cái màu xanh mặt hà này mặc nè mấy chị ngọt lắm. Ngọt lắm nha, xanh mặt hà mặc mát lắm mấy chị. Kìa, xanh trời xanh nhạt đúng rồi. Rồi còn xanh min, túi trong túi ngoài đầy đủ luôn, có 79.000 cái mấy chị. Mua cáo này mới thiệt sự luôn, mặc sướng hơn cáo thun gân 1.000 lần. Đúng không? Mua mấy chị mua cáo này mấy chị mặc mặc sướng hơn cáo thun gân 1.000 lần chứ còn cái gì nữa. Cái này là hàng xuất dư mà giá lại quá rẻ. Em thấy cái này là hàng xuất dư mà giá lại quá rẻ luôn mọi người. Nè, màu xanh em mặc là đẹp không? Cái này là hàng xuất dư nha, mặc sướng lắm mấy chị ơi, mát rượi à. Sĩ 65 lẻ 79. Rồi em còn đúng hai cái, một cái xanh áo trắng em hết rồi chị, áo bên trong em mặc em hết rồi. Rồi bây giờ hiện tại em còn hai cái mọi người ha. Một cái trắng em hết rồi chị Vân Lý ơi. Dạ đây mấy chị ơi, áo giùm em nha mọi người, em còn đúng hai cái khoác cuối cùng, một cái bò và là một cái xanh bạc, một cái xanh min. Xanh này xanh mặt hà nè, mấy chị thấy không? Mặc lên nè. Trời ơi. Mấy chị nghĩ coi cái áo này ai mà bán có rồi, hạnh lên về chùa cho em rồi. Ai mà bán giá 79.000 một cái mấy chị. 170 cũng không có hàng mà mua. Em nói thiệt sự 120 cũng không có hàng mà mua. Tại vì nếu như một cái mà hàng đẹp như vậy trong lim Orin mấy chị ơi, bán 280 một cái nha mọi người nha. Chứ đừng có nói mà có cái giá như vậy. Tại vì cái này là em săn được lô sale, lô xuất dư mấy chị ơi, mới có giá rẻ cho mấy chị mặc thôi nha. Mấy chị thấy không? Có túi nè. Đó, có túi đựng khoác luôn. Mấy chị nhận hàng về nguyên cục lựu đạn luôn. Xuất sắc chưa? Mà có nhiều mấy bà. Thiệt luôn á, 79.000 cái áo là quá rẻ luôn. Nhã Quỳnh nè. Nhã Quỳnh nè, rồi em còn cái lựu đạn màu đang mặc đó là hết nha. Một cái lựu đạn màu đang mặc đó là hết. Ai lấy lựu đạn chút lựu đạn kèm số. Màu đang mặc là hết nha. Rồi chị Ngọc lên áo xanh đang mặc luôn, kết thúc chương trình nha. Em hết luôn nha, xí lùng ơi. Ê, bên kia còn cái một không đủ hết rồi, hết rồi. Nha xí lùng còn cái bò kìa. Bên đó có 11 cái lận đó. Đếm đi 11 cái lận đó. Trời ơi mấy bà ơi, tôi này có thiệt không, chị về cái áo này mấy bà thầy phụ với tôi nha mấy bà. Áo nó của hàng từ Nhi Gia. Ừ, Nhi Gia nè. Mua về mặc cái ha. Dạ rồi, xách gấm nè. Ê! Im lặng nha. Trời ơi, gấp vậy hả? 40 hay là 33? Cái gì? 33 chứ 40 đâu, ai nói 40? Trời ơi, mấy chị ơi, thôi bị xin giùm em luôn. Áo sexy bu riết mấy chị, 45.000 cái. Xét vải đuổi, lên chưa chưa chị ơi, em chưa lên. Em đợi mấy bà vô đông đông em mới lên xét đó mọi người. Tại lên xét đó, hàng giá cao mấy chị không dám lấy không à. Nó thiệt luôn, tiền nào là của đó mấy chị ơi. Mua về mặt xuống lắm luôn, yên tâm giùm em nha. Cái vấn đề mà mấy chị hàng như em đẹp là mê. Như đó bụng á anh. Áo sexy nè, sỉ 33045 nghìn, mua tiếp nha. Loan Nguyễn lấy áo gì vậy Thanh? Loan Nguyễn có đơn không? Hả? Có gì mà hủy hai cái áo đó vậy? Trời má, quỳ lại má. Trời ơi, bà nội. Má ơi má, con có hàng con bán cho khách con nè má. Quần đang mặc 105.000 chị giả đen. Em quỳ lại chị luôn á chị đẹp ơi. Cái áo này em mặc em không có hàng em bán nữa mấy chị. Tay dài 45 mấy chị ơi, còn hai cái mấy chị ơi. Tay dài 45 rồi giùm em. Rồi em quỳ lại chứ luôn á chị. Ôi xỉu liền luôn á. Nè, mấy chị chốt em tay dài nu, tay dài trắng nha. Khách em không có hàng chốt nữa, mấy chị lấy mấy chị bỏ ra em bỏ tay. Thiệt, khách em còn không có hàng mà chốt nữa. Rồi ok, đợi em đi nữa nè. Tiền lạc còn gì cho ta. Thank you.
Người ta có hàng chốt nữa, đặt xong không lấy nó bó tay bà luôn á. Như vàng ri nè, áo sexy nè. Ok. Quần đang mặc 105 ngàn dùm em nha chị Nhã, Nhã, Nhã Đan ơi. Rồi ok chế. À, chị Linh thôi, từ từ để em tí nè. Rồi ok, chị Vân Lý lấy hai áo đó nè, Quang lấy cho Thanh. Vân Lý lấy hai áo nè. Ok, à lấy áo nu em đang mặc gì trời, Mỹ Luyến áo nu đang mặc nè. Trời ơi, bên đây màu dễ thương lắm. Mỹ Luyến nè. 45 nè. Cái này bô zip giùm em nha cục vàng ơi. Rồi ok, thêm một áo trắng cho chị Mỹ Luyến nè, đẹp lắm. Có 45 ngàn cái mấy chị, rẻ quá trời luôn. Rồi, 2 ri. Rồi đây mấy chị ơi, em lên màu nha mọi người nha. Áo cái sexy giùm em. Ơi cái này em coi giùm em, con lê mơ nó có đặt không vậy trời. Tiên Lam 1 ri, Di Gia 1 ri. Rồi ok chế, tổng cộng với 2 ri đúng rồi chế ơi. Cho em xem lại quần đang mặc vậy đây chế ơi. Quần là quần lưng cao giùm em ha. Form đơn giản nhẹ nhàng mấy chị. Form đơn giản nhẹ nhàng giùm em luôn. Quần em đang mặc mấy chị ơi, 105 ngàn một quần giùm em ha. Rồi áo mấy chị, áo trắng, áo đen, áo nu, áo đỏ, áo vàng, áo hồng. Ở đây về cái màu hồng này dễ thương lắm mấy chị. Hồng này kiểu như hồng da, giá 45 ngàn cái là quá trời dễ thương luôn mấy bà ơi. Xuất sắc một cuộc tình giùm em luôn ha. Xinh lắm. Mua về mặc là viền viên viên viền viên. Thêm hai trắng hai đen, có hai trắng hai đen. Rồi ok, này ba ba hả bà? Ồ có 33 ngàn bà ơi, rẻ quá trời luôn mà đẹp quá trời luôn. Vừa rẻ vừa đẹp. Thả bây bây thêm ba cái đó đó. Rồi ba màu giùm em đi khách ơi, bốn màu giùm em mấy chị ơi. Trắng đen nu hồng nha mọi người nha, không có trắng đen nữa. Nu hồng đỏ vàng mấy chị, nu hồng đỏ vàng, bốn màu giùm em nè. Thích màu nào chốt màu đó kèm sơn thỏi luôn, 45 ngàn cám chị ha, dễ thương vô cùng luôn. Chất bu zip co dạng thoải mái giùm em nha, mặc lên cân chưa. Trời ơi má ơi mê ly ghê á, cái này đẹp ghê mấy bà. Nhức nhói nha, nhức nhói nha, nhức nha. Mặc cái này là nhức nách nha. Áo hồng với quần chị đang mặc size M cho Hương Nguyễn. Có luôn cô gái ơi. Hương Nguyễn áo hồng. Quần M có luôn. Quần này mặc co giãn mấy chị ơi, mặc sướng lắm em mới thiệt. Nhận hàng về đi ra biết biết liền à. Rồi ok. Hương Nguyễn, thêm 5 cái còn 4 cái cho Tiên La nè. Rồi còn 4 cái cho Tiên La áo đang mặc. Rồi xong qua mẫu. Áo này của Hạnh lên nè, xong bỏ bịch đi. Rồi tiếp tục giùm em mấy chị ơi, lên xếp cho mấy chị. Lên xếp lên đầm đồ nè. Trời ơi, lên cái đầm này các mấy chị đi tiền mấy chị. Em lên một cái đầm này cho mấy chị đi tiệc nè, cái đầm đen này của trong inbox để lại giùm cái. Rồi em lên cái đầm này cho mấy chị mặc đi tiệc. Rồi mặc đi tiệc không phải đi tiệc đâu, lễ Tết rồi mặc lên tiệc đẹp dữ dằn. Lấy trò hay Mỹ Tâm phải em hết áo. Trời ơi cái này thật là đẹp dữ dằn luôn. Đây màu giùm em mấy chị, màu đồng, màu đen với lại màu vàng, đồng đen vàng giùm em ha. Bây giờ em lên form, cái mẫu này em phải lên form mấy chị mới thấy được cái form của nó nha. Bao đẹp mấy chị ơi, bao đẹp giùm em luôn. Xếp gắm mấy chị, để em xíu nha, em la cái này xong lên xếp gắm cho. Dạ rồi để em tí chị ơi. Ba màu giùm em à, trời ơi mặt cái này lên sang lắm. Quần nâng mông trời chết mẹ rồi, cái quần nâng mông mấy chị đợi em xíu được không, em nói thiệt luôn á. Tại hàng nó lắp quá, em không có không thể nào lấy được cái quần nâng mông lên luôn á. Cái nó qua trên chưa? Cái đầm lông này về hàng nữa là đẹp xỉu luôn á.
Ok chị Hương Nguyễn nha. Trời ơi mới thiệt luôn á trời. Lila lát đầm màu đen nè chị, ok. Đúng rồi, không nhớ bà nào, nhớ cho mình bóc thôi, không nhớ bà nào, để lát hồi nó kiểm tra lại mới nhớ. Trời ơi nó thiệt luôn. Sang dữ lắm mấy chị ơi, cái này nó bị lỗi cho mọi người nha, cái tay này nó bị lỗi mấy chị ơi, thông cảm giùm em nha, lấy đúng ngay cái đầm lỗi luôn, su ghê vậy sợ. Đây mấy chị, cái phần đắp chéo nè mọi người coi giùm em hồng người ha. Nó nhúng từ bên đây nè mấy chị đẹp nè, trời ơi, đổ nè mấy chị ơi, cổ nó đổ xuống cho mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mọi người ơi, nhiêu tiền mấy chị ơi? Chỉ có 105.000 một cái đầm này giùm em thôi. Mà cái này là hàng lụa giùm em nha mấy chị nha, hàng lụa nha. Mặc lên cái dán nè. Trời ơi nó sang ghê không nè. Coi nè mấy bà chị, có cái tay áo của nó nè mọi người nè. Nó bo nó phồng như thế này giùm em ha, không hề lộ ngực nha. Không hề lộ ngực luôn. Cái tay của nó mấy chị. Trời ơi cái đầm này em nhớ ha, em nói thiệt nha. Em mua cái đầm này à, cái vải chất liệu cũng tương tự với bà ơi, em mua 380 một cái mấy chị. Em mua ngoài Nguyễn Trãi 380.000 một cái luôn á. Thì cô em mặc đi tiền các mấy chị, thấy em chơi lớn vậy sợ không? Mà cái đầm này em bán với chị giá bao nhiêu đó bà ơi? Chỉ có 105.000 một đầm thôi, rất là sang luôn, màu đen nè. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà ơi, bà nhận hàng gì chứ bà quýu. Bà quýu cái đầm này luôn á, trời ơi sang dữ lắm luôn, màu đen nè mấy chị. Màu đen giùm em nè ha, quá đẹp luôn. Màu đậm với lại màu vàng, ba màu đen đồng vàng mấy chị ơi. Đen đồng vàng giùm em nha. Ủa, đẹp quá trời luôn trời. Trời ơi cái đầm mấy chị ơi sang quá đi nè. Mặc cái này lên chắc bụng rụng chân tay. Mặc lên là bụng rụng chân tay mấy em luôn. Đợi xíu lên cái đầm nhung cho coi nha. Đợi xíu. Đó. Màu nu của nó đem nha mấy bà chị nha. Màu đồng chứ lộn. Màu đồng, màu vàng cái lại màu đen. Ai lấy đầm màu nào mình chốt màu kèm sổ mấy em luôn nè. Là cái này kẹp lên. Mấy cái hàng này là hàng giá cao quá. Mấy chị lên mấy chị. Em thấy mấy chị ngán tiền mà. Nên là em like qua nhanh nha. Ai cảm giác là ok được thì lấy thôi. Chứ mấy cái hàng này hàng giá cao em sợ mấy chị lên mấy chị chê lắm. Hàng đẹp thì phải hàng giá cao mấy chị ơi. Rồi ok lên cái mẫu này. Trời ơi cái đầm nhung này mới thiệt mấy bà ơi, mấy bà ơi. Rồi chân váy dập ly đi Trang. Lên set gắm đi chị. Dạ rồi ok để em xíu nha, em like cái đầm này xong có đã. Trời ơi mới thiệt luôn. Hot TikTok đang mặc cái đầm này nè mấy chị. Người ta bán cái mẫu này giùm em nha mấy bà chị nha. 100 em nhớ không lầm là con bé kia nó bán bao nhiêu ta. 175.000 một cái mấy chị ơi. Em bán cái đầm này bao nhiêu mấy bà chị ơi? 95.000 màu đen với lại màu đỏ. Tết mấy bà chị nè. Mặc cái đầm này giùm em, thứ nhất là rất là sang. Nó là form kiểu gọi là sườn xám. Chị xếp lại đi. Bỏ cho em nữa, xếp lại bỏ đi. Đây. Trời ơi. Hai màu đen và trắng, xỉ là 80.000-95.000. Cái cổ ấy mấy chị, đẹp ghê không? Trời ơi, xuất sắc luôn. Hai màu đen với lại đỏ. Cái này cái form này là màu đỏ nhiều hơn màu đen nha mấy chị nha. Rồi hết luôn, có 1 ri 1. Rồi khỏi cơ hội mặc luôn. Rồi ok. Đúng rồi chị ơi, có là hàng nhung đó chị. Rồi qua mẫu tiếp giùm em. Cái xe này đẹp lắm bà Thiên Lao ơi. Lên áo Gucci đã chút xíu luôn hết. Áo khoác mấy chị ơi, áo khoác kaki. Cái này hàng khác nha mọi người. Cái hàng mà hàng tại Gia Lộ mấy em về được ít quá nên không có like luôn. Cái này hàng khác giùm em nha mấy chị. Cái này nút dài, cái này đẹp lắm nè. Rồi sỉ mẫu này cho em mấy chị ơi, 75.089.000. 89.000 mấy chị ơi, áo khoác kaki nhung. Hàng này là hàng kaki nhung nha mọi người nha. Nút là nút giả mấy chị. Nút là nút giả bên trong phối dây kéo. Trời ơi, về ít xỉu luôn á trời. 85.000 một lộn 89.000 mấy chị, màu bò, màu trắng, màu vàng, màu cam, cái này em đăng hình sau nha, chứ lại màu đen, màu hồng, màu đỏ mận, màu đỏ rũ á. Rồi ok, em lên áo mấy chị ơi. Áo khoác kaki nhung, quá xịn luôn. Ôi, cái này không có đủ hàng bán đâu luôn á bà Tiên La nè.
Rồi lên màu giùm em luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. 89 ngàn một cái áo khoác giùm em nha mọi người nha. Cái này là hàng Cha Kim Nhung giùm em mấy chị. Màu đen nè. Nút là nút giả mọi người nha. Nút là nút giả bên trong nè mấy chị, dây kéo. Có hai cái túi hai bên mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Màu bò mấy chị. Màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu cam, cái là màu cam, màu đỏ nữa. Tường Vy giờ chỉ còn đủ 5 cái 5 màu hết luôn. Bộ em mặc hả chị? Còn được 5 set chơi. Đẹp quá à, bộ này mặc đẹp quá trời luôn á. Nè, hơi bị xinh luôn, hết hàng. Mấy set rồi. Thôi mấy sợ luôn. Nãy gì tôi không biết luôn mấy bà ơi. Chị Nam Hòa em hết rồi chị ơi, về được ít lắm chị. Mọi người không biết cái này là gì, con vô nó tiêu rồi. Hết rồi gái ơi, trời ơi má ơi. Cái siêu phẩm hôm bữa chết mẹ rồi, đẹp xỉu luôn. Trời ơi mấy chị ơi, xỉu chưa. Má ơi lên cái đầm liền đi, thôi chắc khỏi phải lên luôn quá. Màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Trời ơi cái này mặc tết là hết bài luôn. Màu nâu, màu đen, màu hồng, màu đỏ. Bao nhiêu tiền mấy bà ơi? Ok, nay có đồ bộ von vải ngắn không chị? Dạ không chị ơi, tại gần tết em không có nhập mấy cái hàng đó chị. Gần tết em nhập hàng xỉu là nhiều nha, em không có về mấy cái hàng thường thường. Nếu như bộ này kia em về ít đó mọi người, hạn chế về đó, tại vì em chuẩn bị xả nữa. Thả baby. Rồi, đầm mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Má báo giá chết hết hồn, 95 ngàn mấy chị. 95 ngàn em đầm này giùm em nha, quá đẹp luôn. 95 nghìn mấy bà ơi. Em có thiệt sự luôn là xuất sắc nha. Xuất sắc nha. Để chốt 95 ngàn. Xỉ 80.95. Trời ơi cái đầm nó đẹp xỉu luôn á trời. Không ngờ là nó đẹp được vậy luôn á trời ơi. Không biết luôn á mấy chị ơi. Xếp cắm để em like cái này xong lên xếp cắm liền nè. Đầm một đầm lụa màu đồng nha. Ok cho chị Mai Phương. Đầm lụa màu đồng thôi. Trời ơi mới thiệt luôn á trời. Trời ơi chị quên cái mẫu này luôn á trời. Tao biết cái nào, cái mẫu này tao quên cái mẫu này mất tiêu. Sao nó bên xưởng nó đưa không có nhớ. Cái này là có nịch, nó có nơ mấy chị. Mấy chị cột đằng sau, cột đằng trước hay đằng sau gì cũng được nha. Quan trọng là do mình thôi. Trời ơi má ơi mê chưa mấy chị, mê chưa. Quá đẹp luôn, lên màu giùm em đi. Như da được 5 cái em ơi. Tại cái này còn về phải chùi với bà kia nữa. Lấy đủ màu giùm chị đi Hạnh Lê ơi. Không cái hồng này không chốt được luôn á bé. Tại vì cái này nó màu hồng nhiều quá. Chưa da. Tiên la ba 80. Trời ơi, mấy thiệt sự luôn mấy chị ơi. Nè coi nè. Trời ơi mê luôn mấy bà ơi, 95 ngàn một đầm giùm em ha. Bên trong có bút ngọc luôn mấy chị. Có bút ngọc luôn, màu đẹp lắm. Màu đẹp lắm mấy chị ơi. Thiệt luôn á mọi người. Em cái đỏ dặn lên. Đẹp lắm mấy chị ơi, mới thiệt luôn mấy bà ơi, không mua là tiếc nha. Thiệt sự luôn á. Màu hồng, màu đỏ, màu đen. Đây mấy chị ơi, màu đen nè. Cái đầm có 95 nghìn một cái giùm em thôi. Như cái đầm 200-300 ngàn luôn. Cái sợi vải mấy chị đỉnh cao luôn như mấy bà chế nha, đỉnh cao giùm em luôn. Trời ơi, tôi biết cái đầm này tôi mặc đầu like cho rồi chứ tôi thiệt á. Quá dễ thương luôn. Ôi, không có, bỏ cho em. Không hồng, bỏ cho em. Ok, gái yêu chị bỏ rồi đó. Lấy em hai cái áo lên áo hai sọc đi chị. Áo hai sọc ngày mai mới có hàng bé ơi. Áo sọc ngày mai giùm chị nha, hẹn mấy chị ngày mai nha. Rồi, đầm giùm em mấy chị. Trời ơi, mới thiệt luôn, 95 nghìn. Mấy chị không mua mấy chị tiếc nha mấy chị nha. Đẹp xỉu luôn á trời. Rồi, lên màu giùm em. Bộ dâu không có hàng mấy chị. Bộ dâu là về, không có đủ hàng kia luôn. Không dám lên luôn á trời. Ờ đúng rồi. Rồi, em lên màu nha. Màu hồng, màu nu, màu đen. Màu kem. Hồng, nu, đen, kem, đầm hot mấy chị ơi. Đầm này mặc lên là bao đẹp mấy chị. Coi nè. Ồ, cái này mặc tết tư mà mặc. Ai làm lại mấy chị. Ai làm lại chiếc này đây, quá đẹp luôn á. Che khuyết điểm, form đẹp xỉu giùm em luôn. Rồi cái này em có màu hồng nhạt nữa nè. Cho cái gơ cục sạc lên đi. Có màu hồng nhạt nha, form nè. Trời ơi, 95 nghìn một đầm giùm em thôi mấy chị ơi. Quá sang luôn mấy chị.
chị. Không mua ai mà không lấy cái đầm này thì thật sự luôn, hối hận luôn á mọi người. Hối hận luôn á, cái đầm lên quá đẹp mấy chị ơi, đỉnh cao quá, đỉnh quá đỉnh. Hồng nè. Ôi má ơi, nó đẹp gì đâu quá trời. Nhức nhói luôn. Ngành nha. À, lấy màu nào mình chốt màu giùm em luôn. Đẹp ha. Có bút ngực bên trong nha mấy bà gái nha, bút ngực bên trong giùm em luôn, đầy đủ luôn mấy chị. Ôi xị, lẻ không lấy luôn, lẻ không mua set này đầm luôn. Rồi. Rồi, một mấy bà quyết định sai lầm rồi, chiến này rồi. Trời ơi, cái đầm này mai không mấy tiếc dữ lắm tiếc, em nói thiệt mấy bà trẻ ơi. Hôm nay khách em sao rồi mấy chị ơi, chết luôn. Chết luôn, chết luôn. Màu nha. Á à, đây chốt. Gucci em là Gucci. Đi chị ơi em buồn ngủ quá, ok em nè, đưa em cái Gucci luôn rồi. Quá đẹp luôn. Lên nó khoác rồi em yêu ơi hết luôn rồi bé. Đem cái áo lông đi người ơi. Trời ơi má này quên cái đập cái chân quá dập ly nữa trời cùng chứ. Má ơi chán đời tao ghê luôn. Chị ba gân nha, thun gân á mấy bà. Lên áo khoác em nói chị trong inbox chưa chị hết rồi gái ơi, không chốt được nữa cái mẫu đó, hết khoác hết sạch không còn mẫu khoác nào luôn á. Áo vu xì giùm em nha, cái bữa hôm mấy chị nó là hàng thun gân mà 45.000 cái này cũng là thun gân luôn mà giá chị có bao nhiêu mấy chị cũng 45.000 luôn, rất là rẻ luôn á trời. Mà em được có ít lắm nha, em có màu nu nè, màu hồng nè, màu trắng nè, màu vàng, màu đen. Nu hồng vàng trắng đen mấy chị ơi. Nu hồng vàng trắng đen nha mọi người nha. Ai đi. Rồi ok, có trắng chị có trắng. Xinh lắm luôn. Nè thôi. Sao vậy con? Bú hết chưa? Lên màu kèm xuyến thảo giùm em nha. Quá đẹp. Trời ơi cái đầm này của tôi mấy má ơi. Khách em nghĩ sao mình rõ nồng nào mà im lặng vậy trời. Má thiệt sự. Chị có về da lộn chưa? Chưa. Có về rồi đó, nhưng mà để cho em được có 5 cái thôi à. Chia ra mỗi người ít thôi à. Ủa chị Thảo Bi có lấy áo này không vậy? Bây giờ chị lấy thêm. Chị có nhắn tin cho em inbox chưa? Để em chừa chị luôn nè. Tại vì giờ đúng vừa được ít lắm nè Thảo Bi nè. Qua mẫu giùm em luôn. Có màu đen cho Nguyễn Ngân ơi, 95.000 đồng nhìn chị. Buzip, ừ. Gucci hồng cho Mỹ Linh. Hết rồi gái ơi. Hết áo Gucci rồi, sao mấy bà lên comment chậm dữ trời. Ủa cái này đẹp lắm chị nè. Bộ Burberry còn không trang? Còn chứ ơi, còn trắng đen. Ủa tôi lên màu mấy bà không lấy. Đưa em coi anh, để em chốt lại với bà coi lát ngày mai. Áo Gucci đó ngày mai lấy về cho bà kia sau đi nè. Còn ri hả? Ủa cái này về nhiều lắm mà. Mình em băng cho Nhi Giang ri chưa? Rồi. Đó rồi phải không? Là cộng ri hả? Ok. Rồi Mỹ Tâm Phạm một hồng. Em chốt với chị nha. Mỹ Tâm Phạm nè, 45 nè. Áo nu Linh Thùy nè. Áo nu Linh Thùy nè. Rồi ok. Nay về bô zip phải không? Đúng rồi, cái này về bô zip. À, bộ Burberry còn hai màu trắng đen. Màu nu cho bé vui nè. Bé vui áo nu nè. Có đầm trắng không chị? Đầm không có trắng nè em ơi. Đầm nhưng mà không có đủ. Không có đủ luôn trời. Bây giờ nó vui cho chị như vậy chị cũng không biết chi làm sao luôn á. Áo nu em hết chị Ngọc Suri ơi. Dạ rồi em lấy cái này xong lên xích gắm cho chị. Em lấy cái set này trước đi em lấy xích gắm cho. Rồi bữa giờ chị cũng đặt bữa giờ luôn rồi đó. Mà nó về cho chị và chị bỏ tay đi luôn. Chị không biết đường chị mò luôn. Xong luôn. Rồi áo đen, áo vàng, áo trắng với trời ba màu giùm em. Mệt mỏi luôn á. Mà đợt này nó về cái vải khác chứ vậy, về hàng 100 mấy, hàng rẻ. Cái này về hàng 100, không phải về hàng 100 mấy. Áo của bạn cho chị, áo của bạn ngày mai mới có hàng mấy bà ơi. Áo của bạn ngày mai giùm em mấy bà nha. Hôm nay shop nhiều mẫu quá à. 2 giờ shop mẫu dùm lum hết trơn á. Áo Gucci nu hết mấy chế ơi, hết Gucci nu. Đầm em đang mặc còn. Đầm em đang mặc 95.000. Mấy mấy nguyện lựa hàng cho chị đủ hôm nay luôn nha. Gái ơi chị đi đơn luôn. Văn Như Phục nó cái đen.
45. Gái ơi đủ màu không về, bây giờ còn có hai màu trắng đen nha em yêu nha. Hai màu trắng đen nè. Rồi ok Mimi Nguyễn nè, trắng đen nè. Đầm chị đang mặc 95.000 cái, bao đẹp luôn. Màu đen kim hiền còn cái nè. Lên váy tiểu thư chưa? Chưa bà đợi chút, váy tiểu thư đẹp lắm nè. Rồi thêm trắng vàng. Trời cho em một ly chứ trời, trời không đủ luôn á. Đầm chị mặc. Đầm chị mặc hiện tại chỉ còn như này màu. Mấy ba mà lựa lựa hồi nó tôi quăng cho xỉ tôi đi nha mấy má. Trời cái đầm tôi tức vậy sợ luôn bà ơi. Trời ơi má ơi cái đầm này tôi nói thiệt luôn, siêu phẩm, khách em sách sỉ em dành rầm rầm luôn mà em không có bán. Em không để cho sỉ hết, em chùa cho mấy chị lẻ mua về mặc Tết em nó thiệt sự rất là đẹp luôn. Nè coi nè. Ôi cái đầm em hú hồn chim én luôn á. Sang ơi là sang luôn, form chữ A nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Em có màu hồng nè. Màu này gì đây? Màu kem nè. Trời ơi đầm này quá cho đẹp luôn. Mọi người không có trắng em ơi. Màu kem nè. Ngọc Suri lấy áo vàng nè. Rồi áo vàng là hết luôn nè. Rồi ok luôn, hết áo nha. Quá đẹp luôn, trời nè coi mấy má ơi, có ba màu thôi nha mọi người, bốn màu nè, màu hồng nè, màu nâu nè, màu kem với lại màu đen nha. Trời ơi có 95.000 cái đầm nè mấy chị ơi. Em có thiệt mấy chị nhận hàng về em thật sự là như hàng 200-300.000 vậy đó. Chắc áo mà hết áo rồi. Hết áo rồi. Em nói thiệt cái set này mới là đỉnh nè mọi người, set này mới gọi là đỉnh nè. Em lấy cái set này nữa đi. Trời ơi, set này của bà gì, nhà bà gì quên mất tiêu tên rồi. Thiên Kim rất là sang luôn, sỉ 85.099.000. Trời ơi cái đầm có 95.000 mà bà bắt tôi dẻo nó giờ 105 lần luôn á. Em nói thật bao đẹp luôn nè mấy chị coi nè, bằng polo của em nè mấy chị là cột nơ ha, rất là sang á thật sự luôn, tay là dán phòng mọi người ơi, đẹp lắm. Cái đầm này mấy chị không mua được thì mấy chị chỉ có tiếc thôi. Nó thật tình luôn á, hàng của nó là vải cực kỳ dày dặn nha mọi người nha, không phải là hàng KT mà rẻ tiền mà hả, 75.000 như năm ngoái đó mấy chị nha. Hàng này gọi nhà em nè chị nè, cái đây là sợi vải trên vét nó rất dày dặn luôn, hàng xịn dữ lắm luôn. Em nó thật sự chỉ có 95.000 cái thôi, mình không mua thì mình chỉ có thiệt hồi thôi, em mới thiệt sự luôn á. Em không có cái này nè mấy chị, mấy chị không lấy là lát hồi anh em quăng hết cho xịn luôn, là mấy chị cũng không có, mấy chị mày lấy luôn nha mọi người nha. Nó thật sự rất là đẹp luôn á, nhà hàng gì đây đã biết. Coi cái tay áo em nè mọi người ơi, hai lớp này em nè, tay em biết không luôn, cũng thôi em nói lại đẹp luôn. Cái này mấy chị không lấy là thôi, em bỏ tay em cũng không biết làm sao luôn á, nó quá đẹp quá là xinh luôn á mọi người. Coi nè, lên tiểu thư dễ sợ không, bao nhiêu tiền, 95.000 cái đó. Không mua của em, mấy chị mua qua Hot Girl mua bán 180 cái, 120, 130, 140 một cái thì đua nhau mua, tôi bán 95.000, nghĩ là hàng rẻ tiền mọi người ơi. Rẻ nhưng mà nó có cái giá của rẻ mọi người nha, rẻ nhưng mà chất lượng chứ mà rẻ như vậy chứ không phải là rẻ rồi mua hàng về như cái nùi rẻ giùm em nha. Hàng rẻ là đẹp cho mấy bà chị nó quạt đẹp chứ không phải là hàng rẻ mua về như cái nùi rẻ, cái bà đã được nha. Có cái đầm gấp 95.000 nó bắt dẻo lên dẻo xuống rồi dặn qua dặn lại nãy giờ luôn, khách sĩ chốt quá trời chốt luôn, không vừa không bán, bán với bà lại ăn chi, có 95.000 lời thêm được cái nhiêu, lời thêm được cái được có 10.000, bốn cái lời thêm được 40, dẻo như con điên vậy á, biết người ta chốt cho xỉ luôn cho rồi đi khỏi tồn. Mua với bà nhiều khi bà không lấy với bà bơm lại nữa, thấy mẹ nữa. Rồi lên set hot mấy chị ơi. Set này là bao hóa này 95.000 set, gồm 99.000 nè. Rất là đẹp luôn. Dạng như đầm quần, không đầm á, đẹp lắm. Kéo thương mèo coi. Xét 3 món là xét làm sao? Cái này rất là đẹp luôn nha mấy thiệt á. Sang lắm mấy chị ơi. Kéo che lên luôn nè. Nữa bà ơi, mặc đi tiệc đi trời ơi. Má ơi luôn á trời. Nó đẹp lắm mấy chị. Nè coi nè. Sang không? Cái tà nè mọi người nè, tà trước ngắn hơn tà sau giùm em ha mọi người ha. Nè, nó giống như là cái đầm gọi là kiểu như là phơm đầm giả váy, đầm mà giấu quần gì đó mấy chị.
xinh lắm luôn nè mấy chị nè, áo phơ mây nè mọi người nè. Rồi mới thiệt luôn á. Tại em để camera nó hơi chúi xuống mấy bà nhìn tưởng nó là nó mặc vô nó bị lùn nha, nhưng mà không nha mấy bà nha. Mặt đẹp cực kỳ luôn. Đó có 99.000 một set giùm em thôi ha, sang xỉu mà mấy chị mới đây về cái màu xanh này đẹp ghê không? Đó, màu đẹp lắm mấy chị. Màu trắng là bao xem em nè, set ba món là mẫu này em không nhớ luôn ta. Màu trắng nè, màu hồng nè. Màu hồng nè. Màu vàng nè. Cái cổ nó đó mấy chị. Đây nè nha, bèo giùm em luôn nè. Trời ơi. Hôm nay mà cái đầm này lên mà bán ế là biết là xu lắm rồi đó. Xếp lại cái đầm này giùm em đi người. Trời bán cái đầm nó luôn, cái đầm nó quá đẹp. Mấy má này không biết gì hết trơn. Mấy má này thiệt luôn á, giống như là dạng như đang bú đá, đang ngáo gì á. Thiệt luôn á. Dạ 60kg không vừa chứ ơi, 58 cái trở lại mặt đẹp giùm em thôi chế. Em nói thiệt, mấy bạn lấy này giống như mấy bạn đang bú đá và bị ngáo vậy á. Thiệt luôn, nó quá dễ thương luôn. Rồi ok, giờ Thảo Baby lấy đủ không trắng nè. Bó tay, thiệt, bó tay. Em đang mặc 90.000 à, còn cái vàng cuối cùng là hết nha. Nè đang nô đang mặc luôn nè. Còn cái vàng cuối cùng là hết luôn mấy chị ơi. Em mới thực sự luôn mặc lên là bao đẹp nha mọi người nha. Trời ơi coi nè. Sang lắm, cái này mà mang guốc đồ tụi nó thiệt luôn á. Nè. Nhìn đi mấy bà ơi, đẹp dễ sợ luôn á trời, tôi tức quá à. Đầm đen có tay trắng á. Chị còn không chị. Đầm đen có cái tay trắng á là cái gì vậy trời, để đang xin nghiệm cho bà nói đang nói cái mẫu gì vậy. Kéo xuống em mọi người. Xanh xanh hết chứ còn cái vàng. Tiên la cái ba không vàng có chưa? Vàng luôn đi rồi xong khỏi mặt luôn. Trời ơi má ơi cảm ơn bà chế nhiều. Xong qua mẫu. Xong lên cho em cái tiểu thư chứ chị ơi. Em xỉu. Ê nó nghe là tập trung chuyên môn lên cái áo này. Mấy bà xỉu nè, xỉu ngang, xỉu dọc nè. Mọi cái áo này mấy bà xỉu ngang, xỉu dọc rồi nha. Đẹp sáng hồn. Đầm lông ai lấy nè. Cho em số lượng đi nè. Quá đẹp. Trời ơi. Thú hồn con chim én. Vàng mặt hay Nhã Quỳnh. Xếp nu cho Nguyễn Phước. Ok. Ở lộn xếp nu cho Nguyễn Ân. Rồi lấy em bộ chị mặc đi. Hết rồi gái ơi đổ cầm thôi. Xếp nu cho Nguyễn Ân. Nhã Quỳnh lấy bộ vàng hết luôn. Trời ơi. Nhã Quỳnh. Nhã Quỳnh. Thấy comment đây nè. Mấy bà già cột lại cái gà cái nút lại cho mấy nha. Trời ơi mấy chị ơi. Siêu phẩm mấy chị. Chân mấy em đang mang đó là form quần giả váy mọi người nha. Bên trong nó là cái quần nè mấy chị. Bên trong là cái quần nè, bên ngoài là cái váy nè mấy chị hẹp ha. Rồi áo giùm em đi. Trời ơi. Xỉ 67.000. Xỉ 67.000 một áo nha. Và lẻ mẫu này cho em luôn là 89.000 một áo đang mặc luôn. Ok chị. Trời ơi mấy chị ơi, 89.000 một áo. Mấy chị đúng đẹp nó thiệt luôn. Trời ơi mê ghê luôn. Mấy chị áo này sao chị. Thứ áo này về cho mấy chị cái áo nè. Form là form giống quần, form là form to nha. Áo là áo dáng dài giùm em cho bà dáng ngắn nha mấy chế. Nè có cái form cổ nó mấy chị nè. Trời ơi đẹp quá trời luôn mấy bà ơi đi nè. Đi viền cho em nè mấy chị nè. Cái kiểu cổ là kiểu cổ tiểu thư nha. Ê đứng dậy coi gài giùm tôi cái nút đây người. Ba màu quyền thoại mấy chị. 89.000 một áo luôn. Màu trắng, màu đen. Có lột.
đậu nô với màu đen hồng với áo đen nhỏ hồng nè, là mình xem một cái tay lên cho nó tăng thương nữa. Rồi chân váy em đang mặc là 55.000 cái, xỉ là 40.55.000 cái, 3 size SML. À đấy, chân váy chốt chân váy luôn. Áo em đang mang chị ơi, áo này xỉ 67.000, trời ơi mới thiệt sự luôn. Tết tư mặc cái con áo này mấy chị ơi là mê. Một từ luôn. Mê mẩn nha mọi người nha, rất là đẹp giùm em. Rất là đẹp giùm em luôn. Đây 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 nè, về mặc chung lại cái chân váy này đi còn dễ thương xỉu luôn. Làm thấy không? Về mặc chung lại chân váy xòe tầm nè mọi người nè. Trời ơi, nó rất là đẹp mấy chị ơi, có ba màu thôi nha. Màu trắng, màu đỏ, màu hồng với lại màu màu nâu. Trắng, hồng và nâu giùm em luôn, 89.000 cái. Thật sự luôn, rất rất là xinh, xinh luôn mấy bà chị ơi nè, coi nè. Má ơi, đẹp quá trời, màu trắng nè mấy chị ơi, áo lông nha mấy chị nha. Em nói thiệt luôn á, áo lông này nó hot kinh khủng luôn mọi người ơi. Bình thường mấy cái mẫu kia là xỉ 60 65 đúng không? Mấy cái áo kia là xỉ 70 65 mọi người. Xỉ 70 mấy má. Ủa lộn, 75.000 cái. Ủa nhiêu anh? 89.000 đúng không? Đúng rồi, 89.000. Xỉ 67 là 89.000. 82. Lộn. 79.000 đúng không? Xỉ 67 là lẻ 79.000 là 85.000 cái đúng không? Đúng rồi, 85.000 cái lộn các má ơi. Ê cái này nó rẻ hơn cái áo kia đúng không? Áo lông thường xỉ 70 đúng không? Áo lông thường xỉ 70 đúng không? Cái này xỉ có 67.000 thôi nha mấy má nha. Không mua là tao nói thiệt luôn nha, tao ngắt tháng nghe chưa. Ray nhiều trắng cái trời bi nè. Nè nhiều trắng nè. Chân váy trắng đang mặc size L 53kg ok. Ok. Trời ơi mấy má ơi. Ê nó sao tụt người xem dữ vậy má, 10 giờ rồi hả? Trời ơi đúng luôn á má ơi, 10 giờ rồi cái bon đi ngủ hết má. Áo đi xỉ có 67.000 thôi, bình thường áo áo lông là xỉ 70 nha. Blue áo lông là xỉ 70 nha mấy chị. Trời áo này xỉ có 67.000 thôi nha mấy bà nha, hú hồn chưa? Hết hồn liền mấy con ghẻ ơi. Nha, ba màu giùm em đi, màu trắng, màu nâu với lại màu hồng. Size L kìa, anh Đào Trần kìa, bảo ơi lấy cái chân váy giùm em đi ngồi. Mới size L kìa anh Đào Trần kìa. Đúng rồi. Không, chân váy L kìa, màu trắng kìa anh Hai. Bộ dao em hết chơi. Rồi em quên má quên lên cái xích gắm quên hoài đúng rồi, quên hoài luôn, đợi chút nha mấy bà. Đợi chút nha, đợi chút nha. Rồi, quá đẹp mấy chị. Bình thường cái áo này xỉ 70, lẻ tới 8, lẻ thì 85.000 cái mấy chị ơi nè. Ba màu giùm em luôn. Trời cái cổ áo lên quá đẹp luôn. Nè coi mấy chị ơi, xinh quá trời xinh luôn mấy chị ơi. Ba màu giùm em thôi nha. Áo lông đẹp mê. Dạ zoom dài em về rồi chị, zoom dài em về rồi, đợi chút xíu em lên zoom dài cho. Lấy cho em cái áo màu vàng kiểu sơ mi có xòe nữa. Áo màu vàng kiểu sơ mi có xòe. Là cái này phải không? Là cái áo màu vàng màu kem. Đâu rồi ta? Là cái này đúng không? Áo đang mặc bao nhiêu? Dạ áo đang mặc 85.000 cả giùm em nha Nguyễn Thị Hà My. Rồi ơi cái quần nâng mông anh tìm cho em luôn, kìm em cái quần nâng mông coi. Nằm trong đây nè. Tức quá à. Áo này đúng không mẹ ơi? Trời ơi đây quần nâng mông. Quần nâng mông. Một áo chị mặc cái Thu Hà. Ở đây áo này đúng không gái ơi? Áo sơ mi nu nè, sơ mi xòe đúng không? Ok giùm em cái nha. Rồi ok, một áo chị mặc cho Nguyễn Thị Thu Hà. Ok em Thu Hà áo áo hồng nè. Thu Hà nè. Tám mươi lăm ngàn áo này có 85.000 cá má nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi quần nâng mông mấy chị ơi, quần nâng mông exo giùm em đi mấy chị. Dâu hồng mấy chị đợi em tí xíu đi nha mọi người ơi, tiêu thiệt sự luôn, bộ dâu không dám bán luôn mấy chị, về không có đủ chia cho khách đâu sao bán giờ trời. Đây mới chơi quần nâng mông giùm em luôn nha mọi người nha, 75.000 cái nè, 3 size SM lộn. Cái quần này nhà em có size mấy chị, M là dưới 45kg, L là dưới 50kg, M L dưới 50kg, XL là dưới 53kg nha. 2XL là dưới 57kg và 3XL là dưới 60kg giùm em nha mọi người nha. Màu vàng tươi á chị có. Chị ơi, có bánh bèo á chị. Nào trời, màu vàng tươi á chị.
nào vậy bà ơi? Bà chụp màn hình của anh bóc giùm em cái nha, cục vàng ơi hết nè. Áo nào, bây giờ tao like có áo nào ta. Nè, anh Ri quần nè. Rồi, em áo chị mặc cho Phạm Thảo nè. Đội giùm chị hai cái trắng lấy hai cái hồng. Chế đòi luôn á, chế đòi Ri nhiều trắng luôn á. Quần chị Ly Giao lấy size nhiêu chị Ly Giao ơi? Set sơ mi cổ set sơ mi A rồi biết em ơi, rồi ok. Size lớn nhất chị Ly Giao kìa. Bát eo á. Bát eo coi có giùm em ơi. À lấy cái áo đang mặc đây Phạm Thảo phải không? Phạm Thảo nè. Đưa em cái trắng ra rồi. Em đổi chị một cái trắng đó nha chứ ơi, chứ không đổi được hai cái trắng đâu. Tại vì cái đó có ba cái trắng nè. Nè. Nè nè, đổi cho đưa em, đổi đưa em cái trắng, đổi lấy cái hồng nè. Váy đang mặc size em size không à, Ngọc Giang váy đang mặc có size không mày có mày ơi. Lấy xanh L phong 3. Ok. Cái đó mặc đẹp lắm chị ơi. SML giùm em nha mọi người nha, 55.000 cái, đẹp quá. Quần nâng mông 55.000 màu vàng nha chị. Đây đúng không em ơi? Xếp màu vàng cổ cánh sen. Ok, quần nâng mông XL là dưới 53kg đúng không chị? Đúng rồi. Váy đang mặc không có đen chị Ngọc Ánh ơi. Trời ơi, má tao mới trả cho mình dùng màu đen lắm ơi. Cái gì? Quần nâng mông 75.000. Dạ rồi ok tình yêu, xếp cổ sen nè. Đây đúng không? Rất là đẹp luôn, xuất sắc chưa? Đó. Bà nói cái mẫu này đúng không bà gái ơi? Ok giùm em cái nha cục cưng ơi. Váy đang mặc không có đen nha chị. Bà nói tôi cái này đúng không bà? Cái này đẹp lắm nè, đợi chút xíu like cái này cho. Bây giờ lên cái xách gắn trước cho mấy chị đây. Rồi xách gắn đi, hôm nay về chúng chị giá rẻ nè mấy bà ơi. Xách gắn này về chắc là chế được xỉ, giá xỉ rẻ nè mấy chị. Xị 101 nha mấy bà nha. Trời ơi gắm mày xị. Bữa hôm một xị 130 mấy bà. Cái này về được có xị 101 thôi. Lẻ mẫu này cho em là đúng không? Rồi. Cái này giá cao cho bà ơi. Cái set này là 119.000 một set cho tôi nha bà. 119.000 lận nha. Nè ok anh đầu trần nè 119 nè. Nhưng mà cái hàng này đẹp lắm. Hàng là hàng lên vét luôn. Rất là đẹp luôn. Anh đầu trần. Rồi, siêu phẩm giùm em. Em có thiệt luôn, giá rất là rẻ luôn mấy chị. Bình thường cái set này về là xỉ 100 mấy ta? Xỉ không mấy chị, 130 nha. Bữa đem bán lẻ cái set này với bà chế bao nhiêu? Bán lẻ chỉ có 125.000 thôi. Mỹ Luyến lấy cái quần, hai cái quần nâng mông L cho chị chưa? Cho chị chưa Trang, trời ơi, xong ai cũng đầu quần nâng mông vậy. Đợi em xíu đi chế, xanh L phải không? Rồi đợi em tí nha. Mỹ Luyến lấy hai cái lời mà em đi ngồi lát em quăng thêm cho trong đây còn nè. Rồi đây mấy chị. Xét gắn cho mấy em nha mọi người nha. Đây xét gắn 135.000 mấy chị ơi. 125.000 một xét. Xỉ là 101. Em có màu nè. Màu hồng. Màu trắng. Màu nu. Với lại màu hồng hồng nhạt nha. Xét gắn này mặt đẹp lắm. Hai xét cho bà Tiên La nè. Em có thể sự xét này rất là đẹp luôn với bà nha. Bà Tiên La có 3 màu. Bà Tiên La lấy 3 màu luôn đi. 101. Lên cái đầm hôm thứ bảy chị đăng nói xuất sắc á chị màu đen à, đợi chút nha bà, đợi chút nha. Trời ơi thiệt luôn rất là đẹp nha mấy chị nha. Đây nè màu hồng giùm em nha, chế đẹp nha, tây phòng luôn. Cái này em còn có vài set thôi à, lên đầm tiểu thư tôi xem giá ok bà đợi chút. Đây siêu phẩm nha mấy chị nha, siêu đẹp giùm em luôn mọi người ơi. Đó dễ thương lắm nha mấy bà nha. Em có màu nè mọi người nè, màu hồng, màu nâu với lại màu trắng giùm em nha. Và em còn có 4 set thôi mấy chị ơi. Em nói thiệt đúng rẻ luôn mọi người, rẻ mà đẹp nữa. Nè màu trắng nè. Trời ơi em nói thiệt luôn, hàng gắm nè mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á. Rồi còn được có 4 set 4 màu, 4 set 3 màu hết hàng. Nó sang, y hình luôn mấy chị ơi. Hàng gắm nhà em nè mấy bà ơi, xuất sắc luôn. Dày cui luôn nha, không phải là ba cái gắm Super Chao cà na xí mũi đâu nha mấy bà chế. Mà gắm Super Chao cà na xí mũi đâu, mấy bà gái cứ yên tâm luôn nha. Đầm hôm thứ bảy cho xuất sắc, mấy má ơi nhớ, nhiều mẫu quá không nhớ nổi luôn á. Nhiều mẫu quá không nhớ nổi thì tình. Cái này anh ơi, để cho lên mơ hai cả đi anh. Rồi ok, gắm nu cho nhẹ Quỳnh 125. Gắm nu. Rồi còn gắm hầm bóng trắng.
Phạm Thảo màu nâu. Phạm Thảo ơi, màu nâu hả? Hết màu nâu rồi Phạm Thảo ơi, bây giờ còn hồng với còn trắng các bà ơi. Còn hồng với còn trắng giùm tôi nha, đẹp lắm nè. Hồng nè, trắng nè, còn hai màu bà gái ơi. Đẹp lắm, 125.000đ, hồng với trắng giùm em. Còn cái máy xét nè mấy chị, tại vì cái hàng nó khách em đặt hết trơn hết trọi rồi. Cái đầm mà kêu xuất sắc nè mấy má. Giờ nói như vậy thôi, tôi nói đi trời. Tiểu Thư xét gắm hồng cho Nguyễn Hồng Vân. Nguyễn Hồng Vân xét gắm hồng. Rồi đầm đen có tay dài. À cái mẫu đem hết rồi chứ ơi. Ôi cái này đẹp quá trời mấy chị ơi. Má ơi, đầm Tiểu Thư mấy bà ơi. Xuất sắc luôn. Firm Baby Doll cho mấy em nè. Màu hồng, màu nu và lại màu đen 99.000 luôn. Hồng nu đen 99 nè. Áo hồng nữa nè anh ơi. Em lên cái đầm này nha mấy chị nha, cái đầm này rất là đẹp luôn, bầu bì mấy bà nào bao. Mấy bà nào mà đang chuẩn bị bầu bì nè, Tết tu rồi không có đầm mặt nè. Nay em mua mấy cái foam baby doll này cho dễ mặt nha. Mua mấy cái foam baby doll này cho dễ mặt nha. Đẹp lắm. Nè mấy chị, xinh lắm luôn á. Trời ơi đúng đẹp luôn nha mấy bà nha. Cái tay của nó nè mấy bà chị ơi, em nói thật sự luôn, xuất sắc luôn mọi người nè. Hai tay hai phòng hai tầng giùm em nha mọi người. Rồi 85 xỉ 85 này 99. Ai lấy màu nào cho em màu đỏ cầm số luôn. Tiên la đủ màu nè. Rồi ok. Ba màu, màu đen, màu nu với lại màu đỏ. Ở lộ màu đen, màu nu với lại màu hồng. 85 này 99. Gài cái nút giùm em các người ơi. Cái tay có gài quá. Gài một nút thôi được rồi. Còn cái đầm lông nữa nè, chưa lên cái đầm lông nữa nè. Đầm lông thần thánh nhà tôi nè. Ôi cái đầm này đẹp quá à. Em này mặc đi đi tiệc đồ có lộn đi kiểu như là sương sương cà phê đồ dạo phố đồ là hơi bị tươi nha. Đó. Cái này mà bà nào mà đang bầu bì nè. Đó, không có biết mặc cái gì nữa mấy chị. Mua mấy cái này về mặc cho nó tươi nè mấy bà chị ơi. Rồi tình yêu lấy màu nào chốt màu giùm em, xét gắm hồng. Tay mai có dinh dài không chị? Ủa dinh dài tôi lên rồi mấy bà. Ba màu kìa. Đẹp quá trời luôn á. Cái ơi chị mới lên cái mẫu đó đó phải không? Cái mẫu gì chị mới dơ lên đó gái. Nãy giờ chị like có một mẫu gắm mà. Bây giờ chị like có một mẫu gắm thôi nha. Ok, đầm nu cho chị Quỳnh Giao em ok nè. Đầm nu cho Quỳnh Giao nè. Rồi em còn hồng còn đen. Hồng còn đen nha mấy chế đẹp nha, quá đẹp luôn á. Xem lại cái nào vậy bà gái ơi, đầm đang mặc nè. À, dinh dạy có dinh trơn. Dinh chính. Dinh dạng chỉ có dinh trơn thôi nha. Đây dinh trơn nhà em đi chứ ơi, hai màu nè, màu xanh với lại màu đen. Dinh trơn hai màu xanh đen cho tình yêu nha, quyền thoại luôn. Mặc hoài mặc quỷ không biết chán là gì. Đây nè tình yêu ơi, 125.000 nhìn trẻ em ơi, đẹp lắm. Tay phòng nha. Rồi cái quần của nó nè. Đó, ai lấy chốt em luôn, set kèm số điện thoại. Set hồng với lại set set trắng. Rồi tiếp giùm em luôn anh ơi, lên cho em xem video đi. Lông chú lên được thế nè. Để có xem video đi. Xem cái mùa rì hàng đó nè. Lên cái xem video trước giùm em nói chị. Xem video nhà em vào được hai màu đen trắng nha. Cho em coi bộ gấu mốt kia nọ. Ngày mai bên em gọi điện chúc đơn á tình yêu. Trời ơi má ơi siêu phẩm mấy chị ơi.
áo Dior tay dài mấy chị giá rất là rẻ luôn. Xỉ mẫu này cho em nữa mà chế nè, 67.000. Lẻ 79.000 một cái sơ mi Dior mấy chị. Xuất sắc chưa, hai màu đen trắng. Hai màu đen trắng giùm em mấy chị ơi. Ai lấy màu nào mình chốt màu kèm số với em luôn. Sơ mi Dior. Quần jean nhiêu chị? Quần jean là một bao nhiêu ta? Quần jean là 129.000. 3 size SML có hai màu xanh với lại màu đen giùm em. Xanh và đen nha. Rồi em lên quần mấy chị ơi. Em lên áo sơ mi mấy chị, sơ mi Dior tay dài. Bữa mấy bữa giờ tay ngắn mấy bà, bữa nay vào tay dài cho mấy chị nè, đẹp lắm luôn. Ủa chết mẹ anh ơi, coi chừng lộn nha, đậm nhẹt nha anh ơi. Chết mẹ rồi, nó quăng hàng như là chết thầy luôn á. Coi chừng lộn đó, đi ngối rồi đi dài đó. Ngối dài đó nha. Coi lại quần đi đó. Rồi ok chứ yêu, chứ nào lại chốt em luôn. Cái gì đây? Chị cho em xem. Chị cho em dùm em tay. Quần jean trả lời rồi phải không? Rồi ok luôn, áo sơ mi Dior nè mấy chứ ơi. Hôm nay tôi la tôi mất lửa quá. Lượt xem không lên nổi. Buồn. Buồn. Dior hai màu trắng đen dùm em nha khách ơi. Ok chế. Dior màu một jean đen xem mà 52 cái chị Xuân Đất. Chị Xuân Đất ơi, bữa hôm mua hàng một cái gọi điện không nghe máy thì chị đẹp ơi, cho em xin lại thông tin. Tới rồi, gọi điện không nghe máy. Chị Xuân Đất ơi, hàng tới nơi này chứ đẹp ơi, gọi điện thoại chứ không nghe máy này chứ đẹp ơi. Ngày mai bên shipper sẽ giao điện lại nha chị ơi, chị làm ơn chị thấy cuộc gọi nhỏ chị gọi điện lại giùm em nha chị. Cái này em chốt với chị nha, nhận hàng rồi em mới gửi tiếp nha chị ơi. 129.000 nè. Ngày mai báo lại cho mấy chị đẹp nha. Rồi ok, quần ngố ơi, em chỉ có cái loại mà trơn thôi bà gái ơi. Em chỉ có loại trơn thôi nha. Lại kỹ em hết rồi. Rồi ok. Một đĩa trắng nè, một đĩa trắng cho bà Thiên Nga nè. Cho đẹp quá không? Sơ mi Dior giùm em nha mọi người nha, có hai màu đen và trắng mới chơi huyền thoại luôn. Rồi Thiên Nga nè. Rồi ngày mai nó giao lại chị nhớ nghe máy giùm em nha. Như ta 79.000 nè. 79.000 một cái sơ mi tay dài cho nghe nha mọi người nha. Sơ mi tay dài Dior luôn mấy chị ơi, đẹp quá trời luôn. Rồi ai lấy sơ mi Dior nó chút sơ mi Dior kèm sổ giùm em luôn nha các chị ơi. Rồi xét bộ Burberry nè. Burberry nó ai chưa có nè gái ơi. Bộ Burberry giùm em luôn nè. Quá đẹp luôn. Đó 99.000 một set giùm em nha mọi người nha, 99.000. Thộn. Bộ Burberry mấy chị ơi, 40 bao nhiêu tiền vậy trời? 79.000. Quần này là Tiên La chốt đó, Tiên La với lại Phạm Kỳ quá, hồi nãy coi lại cái đi quần dài hay quần ngố. Ở bên đâu có chốt cái này đâu. Không có chân váy màu đen đó, hết chân váy màu đen rồi, lát có về quần ngố ôm. Đây nè gái ơi, quần ngố ôm nhà chị nè em yêu ơi. Đậm nhạc nha em yêu ơi, 105.000 một quần giùm chế. À lấy quần ngố chút, quần ngố giùm em luôn.
Rồi, áo sơ mi Dior chị đang lấy rồi, chốt em nha mấy bà chị nha. Rồi lên cho mấy cái áo khoác với chị. Cái này nãy còn ra còn lọt rồi, hai bộ trắng đen thì chị lấy luôn giùm em luôn không? Còn lọt hai bộ trắng đen thì chị lấy luôn giùm em luôn đi. Nằm dưới đây nữa nè, tụi hết rồi nè chị ơi. Còn lọt hai bộ trắng đen nữa nè, chị lấy luôn giùm em đi ha. Hỏi chốt nữa. Burberry là Burberry trắng đen. Lộn đi ngố không? Nè đi dài nè. Rồi áo khoác mấy chị ơi. Sơ mi Dior đen cho Nguyễn Nhi. Cơm mi Dior đen cho Nguyễn Nhi nè, ok tình yêu nè. Nguyễn Nhi nè. Bà Tiên La cái áo này về rồi nè, bà lấy nhiêu cái bà Tiên La ơi. Rồi đây mấy chị ơi, áo khoác giùm em nha mọi người nha. Em còn cái mấy chị em xem cho mấy chị 59 ngàn giùm em thôi nha. Rồi áo khoác mấy chị, áo khoác Gucci nè. Cái này là hàng len tâm mấy chị ơi, 59 ngàn cái. Len tâm 59 ngàn mấy chị. Rồi cái này là gì đây? Versace mấy chị ơi, Versace 59 trắng giùm em luôn. Cái này nó thứ nó còn có một cái một mẫu thôi nha mấy chị nha, nên để em xem giá rẻ cho mấy bà trẻ luôn. Em xem giá rẻ cho mọi người luôn nha, 59 ngàn, còn hàng mới nữa kìa. Mà mấy bà comment mấy bà không chịu lấy hàng, không biết bán gì luôn, thiệt luôn á. Còn bộ gấu Moschino đã lên luôn, bộ gấu Moschino luôn. Rồi, cái gì ta? Áo khoác vuông xì cho mọi người nha. Em còn một cái màu này màu lạ đó mấy chị nè, 59 ngàn cái mấy chị ơi. Em xe cho nó hết luôn nè. Còn mấy cái lẻ lẻ size, lẻ lẻ màu, lẻ lẻ mẫu á chị. Mấy chị nè, 59 ngàn giùm em luôn nha. Rồi 59 trắng luôn. Rồi ai lấy cái nào chốt em cái đó kèm số điện thoại luôn. Rồi qua lên mới rồi, em qua em lên hàng tiếp cho. Qua lên mới giùm em nha.